Rồi, hello mọi người, hôm nay mình học reading nha. Thì bài reading của chúng ta ngày hôm nay á, là cái phần passage 3 ở trong cái phần academic. Thì các bạn mà thi general thì cũng đừng có lo, bởi vì cái phần general á, thì đọc nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà mình không nên hài lòng với cái việc là mình học cái đơn giản, mình học cái dễ, bởi vì á, mình học cái khó thì tới lúc mình đi thi mình mới cảm thấy thoải mái và mới cảm thấy dễ dàng được. Rồi bây giờ thì cái bài passage 3, bài đọc số 3 ngày hôm nay chúng ta có những cái dạng câu hỏi như thế nào ạ? Chúng ta nhìn thử nha. Câu hỏi từ số 27 đến 30 là gì ạ? Chúng ta phải điền từ. Và các bạn nhớ lưu ý một cái điều đầu tiên là no more than 3 words. Được không ạ? Rồi. Cái dạng câu hỏi số 2 là gì ạ? Từ 31 đến 36 thì chúng ta cũng có một cái dạng điền từ. Nhưng mà khác biệt ở đây một cái chỗ á, là người từ người ta đã cho sẵn rồi, mình chỉ cần tìm cái từ thích hợp mình điền vào mà thôi. Rồi và cái dạng số 3 chúng ta có gì ạ? 37 đến 40 là tìm được cái đoạn văn thích hợp để mà có được cái following information, tức nghĩa là chứa cái đoạn thông tin nào dưới đây. Được không ạ? Từ nó có đánh số từ A B C D E F G H gì đó ra ở trong này á. Rồi, vậy thì đối với Tuấn Anh thì cái việc reading Tuấn Anh không có chiêu trò gì cả. Mà thật ra là mình phải để mà làm đúng và chính xác mọi thứ thì mình nên đọc hiểu và mình có kết hợp thêm những cái phương pháp đọc cho nó đúng và phương pháp làm bài đúng thôi. Còn chiêu thì quả thật là sẽ có một cái số cái chiêu để các bạn có thể làm, nhưng mà sẽ rất là dễ để các bạn bị mắc bẫy và các bạn chọn sai. Thành ra là trước tiên là mình phải đọc hiểu nó trước. Mình phải thật sự mình không phải là mình cần phải hiểu hết tất cả mọi thứ ở trong cái bài đọc mình mới làm được, mà là mình cần hiểu cái nội dung chính, nắm cái nội dung chính, và sau đó là cái câu hỏi người ta hỏi ở đâu á, thì mình mới đi tìm cái mảnh dữ kiện ở đó, ở trong cái bài mình mới đào sâu vào cái mảnh đó, mình mới đi tìm cái mình cần, chứ không không phải là mình phải buộc mình phải hiểu hết tất cả mọi thứ ha mọi người ha. Vậy thì cái quy trình làm bài là như thế nào ạ? Là Tuấn Anh sẽ tạm gác chưa, lúc mà đi thi thì Tuấn Anh tạm gác chưa có đọc cái phần câu hỏi này, mà Tuấn Anh sẽ đọc skimming trước, tức nghĩa là Tuấn Anh sẽ đọc lướt qua cái nội dung bài ở phía bên tay trái. Để chi? Để Tuấn Anh nắm bắt được là từng cái đoạn đó nó có nói về những cái loại dữ kiện, những cái loại thông tin nào, nó mang lại cái nội dung gì cho mình. Cái nội dung mà Tuấn Anh quan tâm ở đây á, là một trong hai thứ sau, đó là việc là ai làm cái gì hoặc là việc gì đang xảy ra đó. Còn những cái râu ria còn lại á, thì nó chỉ là mấy cái phụ mà thôi á, mình không có cần phải quan tâm đến nó. Thì khi mà Tuấn Anh đọc như vậy xong thì Tuấn Anh sẽ nắm bắt được là ok, từng cái đoạn này nó nói về cái nội dung gì, được không ạ? Nội dung gì, và Tuấn Anh sẽ ghi chú lại một tí xíu ở ngay cái đầu đề của từng cái đoạn đó. Có thể là Tuấn Anh ghi chú ngắn tắt vắn tắt, ví dụ introduction hay là causes hoặc là problems của cái vấn đề đó, hoặc là solution của cái vấn đề đó. Đó, được không ạ? Nếu như mình trình bày một cái chủ đề nào đấy thì mình có thể là nó trình bày về nhiều cái khía cạnh khác nhau, hoặc là nó đi theo cái thứ tự là theo thứ tự thời gian, hoặc là đi theo thứ tự không gian, tức nghĩa là từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, hoặc là từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. Đó, nó sẽ có một cái thứ tự nhất định nào đấy, còn không thì nó sẽ khai thác theo từng cái khía cạnh, từng cái lát cắt của vấn đề. Ví dụ vấn đề đó nó có nguyên nhân là gì, ai gây ra, lịch sử của nó như thế nào, người ta có quan tâm nó đến mức độ nào, tại sao phải quan tâm, hay là có cái khía cạnh là giải quyết nó như thế nào, hiện nay đã có những cái phương pháp nào rồi, và có những cái future prospect, tức nghĩa là những cái cơ hội trong tương lai như thế nào. Đó là mình sẽ nói, mình sẽ phân loại những cái đoạn của mình theo cái kiểu như vậy. Nhưng mà cái việc đó không, cái việc phân loại không phải là việc của mình, mà là cái việc của cái bài này. Và việc của mình chỉ là mình đi coi từng cái đoạn đó nó nói về cái lát cắt gì của cái vấn đề này. Được không ạ? Đó. Rồi sau đó thì Tuấn Anh mới đọc tới cái từng cái câu hỏi, từng cái cụm câu hỏi này. Ví dụ cụm 27 đến 30 là loại điền từ. Thì Tuấn Anh sẽ đọc đọc câu hỏi, phân tích nó và sẽ quay ngược trở lại cái bài để tìm dựa trên cái bối cảnh của cái câu hỏi ở phía bên tay phải này đây. Tuấn Anh sẽ đọc hiểu nó và tìm cách là
nghĩ coi là nó có còn cách diễn đạt nào khác nữa hay không, và xem là nó cần cái loại thông tin gì, cần loại dữ kiện gì. Tuấn Anh sẽ quay trở lại với cái bài này, và Tuấn Anh hồi nãy Tuấn Anh đã nắm bắt là từng đoạn có cái nội dung gì rồi á, thì Tuấn Anh bây giờ sẽ đi tìm cái thông tin mà mình cảm thấy là mình cần để mà có thể điền được vào cái số 27 này đây. Đó là ví dụ như vậy. Và đó là cái quy trình làm bài bình thường. Và khi mà khi mà mình đã tìm được một cái dự mảnh dữ kiện rồi, ví dụ như là tôi có thể là tìm được cái mảnh dữ kiện nó nằm ở đây đi chẳng hạn, tôi có thể xác định được là cái câu hỏi đó nó có những cái keyword, và cái nội dung câu hỏi nó đòi hỏi mình phải có cái nội dung thông tin nó liên quan đến một cái conference mà có cái research và có cái refer to as thì có được hiểu là được gọi tên là hoặc là được xem là đấy. Do đó là tôi có thể là suy nghĩ là thay vì người ta nói là refer thì người ta có thể nói là call as, name as hoặc là bất cứ cái gì đó. Và các bạn nên nhớ rằng là người trong bài đọc thì người ta sẽ không giữ nguyên cái chữ refer này cho các bạn để các bạn đi dễ dàng mà tìm kiếm đâu ha. Do đó là mình sẽ hình dung trong đầu là nó đang cần cái loại dữ kiện là một cái tên gọi, đúng không ạ? Một cái tên gọi. Và cái việc mà tôi rephrase nó lại thành từ refer thành called hay là named hay là introduce as, chẳng qua nó chỉ là một vài trong số những cái cách diễn đạt khác nhau cho cái việc giới thiệu tên gọi hoặc là một cái vấn đề hoặc có chủ đề nào đấy. Nhưng bản chất của tôi đang đi tìm một cái chủ đề hoặc là một cái vấn đề hoặc một cái tên gọi. Do đó là tôi sẽ đi tìm một cái chủ đề hoặc một cái tên gọi nào đó mà nó xuất hiện ở một cái conference mà nó nói về cái research into happiness. Đó, thì trong đầu tôi có thể là không hiện ra cái chữ nào cả, nhưng mà nó hiện ra trong đầu tôi cái khái niệm là một cái tên gọi ở trong một cái conference về happiness, được không ạ? À? Đó. Rồi, thì lúc đó thì tôi mới đi tìm lại cái mảnh dữ kiện ở trong bài, ví dụ như là ví dụ nó dẫn tôi đến cái conference, ở đây có cái chữ conference. Nó dẫn tôi về cái mảnh dữ kiện này, tôi cho là nó có chứa cái dữ kiện này đây. Thì á, tôi mới bắt đầu là hồi nãy lúc tôi đọc á, là cái gì mà tôi hiểu được á, thì tôi đã hiểu rồi. Bây giờ tôi đọc lại thì tôi chỉ cần lướt qua mà thôi. Nhưng mà hồi nãy nếu như mà có những cái phần nào mà tôi đọc mà ngữ pháp phức tạp quá hoặc là từ vựng nó lạ quá, tôi đọc tôi không có hiểu gì cả á, thì lúc mà đọc nhanh để lấy nội dung hồi nãy thì tôi sẽ tạm bỏ qua, tôi tạm chấp nhận là có những cái khái niệm như thế này thế kia. Nhưng mà bây giờ để mà đọc hiểu đúng cái vấn đề thì để mà trả lời câu hỏi thì tôi sẽ có cái cơ hội tôi khoanh vùng lại cái chỗ này, tôi không cần phải đọc hiểu hết cả bài mà tôi khoanh vùng lại cái chỗ này, tôi sẽ cố gắng tôi hiểu hơn về nó, được không ạ? À? Lúc đó mình mới cần phải hiểu chi tiết. Hiểu chi tiết ở đây chỉ nhằm mục đích là để các bạn nắm rõ hơn về vấn đề thôi, chứ cũng không có nghĩa là các bạn phải hiểu 100% cái câu người ta nói cái gì, được không ạ? À? Mình chỉ cần nắm được cái tinh thần của cái câu đó rồi, và chúng ta xác định xem là có cái từ mà chúng ta cần điền hay là không. Đó là cái quy trình làm bài. Còn ngày hôm nay á là các bạn, mình lặp lại cái quy trình làm bài ha. Làm bài đầu tiên là mình đọc đọc lướt qua từ trên xuống dưới từng đoạn để mình xác định là từng đoạn nó nói về cái nội dung gì, nó mang lại ý nghĩa gì, ai làm cái gì hoặc là việc gì xảy ra. Rồi sau đó tôi sẽ đọc và phân tích câu hỏi để mà xác định được là tôi cần cái gì. Rồi bước thứ ba tôi quay lại đọc cái bài, tôi đi tìm cái mảnh dữ kiện mà tôi cần dựa trên cái việc phân tích câu hỏi của tôi. Rồi thì từ cái việc mà đọc kỹ cái mảnh dữ kiện đó thì tôi sẽ đi xác định được cái câu trả lời. Đó là cái quy trình làm bài các bạn nhớ ha. Còn ngày hôm nay á, là do Tuấn Anh phải giảng với mọi người về các phương pháp làm bài trước trước khi mà chúng ta đi vào phân tích á, thành ra là Tuấn Anh sẽ có cái phần phân tích câu hỏi trước rồi chúng ta mới thực hành vào trong cái bài, thì nó sẽ hơi khác với cái phương pháp làm bài một tí xíu, mọi người để ý cái việc đó nha. Thì bây giờ mình coi cái dạng câu hỏi của mình như thế nào. Dạng câu hỏi của mình là câu hỏi từ 27 đến 30 là dạng về
điền vào chỗ trống. Trời ơi sao cái này nó chạy nó nhảy hoài vậy. Ok rồi, điền vào chỗ trống thì chúng ta thấy cái gì ạ? Đầu tiên là luôn luôn đọc kỹ đề bài, đọc kỹ đề bài để coi là bài người ta cho phép mình điền cái dạng bao nhiêu chữ, bao nhiêu số hoặc là có giới hạn gì hay không. Sẽ có những lúc mà người ta nói là no more than one word, có lúc là no more than two words, có lúc là no more than three words, được không ạ? Và có lúc là no more than three words and or a number, tức nghĩa là có quyền không quá ba từ và ghép với một con số, và có thể ghép với một con số hoặc là có thể điền một con số mà thôi. Đó thì chúng ta nhất thiết phải đọc kỹ ở cái chỗ đề bài, được không ạ? Và sau đó cái việc tiếp theo là gì ạ? Đọc hiểu nội dung câu hỏi, từng câu hỏi nha. Bây giờ mình sẽ có cái câu số 27 đến 28, 29, 30. Bây giờ mình làm mẫu cái câu 27 và mình sẽ để cho các bạn thực hành với câu 28, 29, 30 nha. Câu 27 á, thì chúng ta có cái gì ạ? At the conference, research into happiness was referred to as the chấm chấm chấm. Như vậy á, thì tôi sẽ có những cái từ khóa gì ở đây ạ? Một mặt là chúng ta phân tích từ khóa, một mặt khác nữa là chúng ta cần phải đọc hiểu cái câu mà người ta đưa ra cho mình, được không ạ? Ở đây tôi thấy là từ khóa là conference, là hội thảo. Cùng với conference thì cũng có những cái chữ như là seminar hoặc là meeting đấy, hoặc là summit. Các bạn có biết được những cái chữ đó không ạ? Mình sẽ viết ra trên màn hình để các bạn ghi chú lại trong cuốn sổ của các bạn nếu cần thiết ha. Mình viết rồi mà mình xóa, thành ra là các bạn có dịp thì các bạn tranh thủ các bạn ghi chú giùm mình, chứ mình không có để trên màn hình tại vì còn dùng để giảng nhiều cái khác nữa. Thì cái conference này mình sẽ biết là mình còn những cái chữ khác, nếu như mà chúng ta đọc nhiều chúng ta sẽ biết là nó có những chữ seminar, được chưa? Rồi chúng ta có summit. Summit là gì ạ? Là hội nghị mà kiểu hội nghị thượng đỉnh, nói chung là nó giống giống với nhau. Rồi chúng ta có meeting, đúng không ạ? Đó, những cái chữ mà nó liên quan đến cái conference này. Rồi chúng ta lại tiếp tục, chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy có gì nữa ạ? Research into happiness. Như vậy đây là cái phần mà tôi quan tâm, research into happiness. Và cái quan trọng nhất là cái research into happiness đó nó như thế nào? Nó was referred to tức nghĩa là sao ạ? À? Chỉ đến, introduced as, called as, named as, implied as, referred to as, tức nghĩa là được gọi là, được đặt tên là, được gọi là. Ví dụ như là ví dụ như tôi bảo rằng là Apple vừa mới ra một cái thiết bị, một cái sản phẩm mới trong năm nay. Apple has just introduced a new device this year and it was referred to as the new iPhone 11. Ví dụ như vậy. Tức nghĩa là Apple ra một cái sản phẩm mới trong năm nay và nó được gọi là, nó được chỉ đến nó cái thiết bị mà mọi người muốn nói đến, muốn chỉ đến, đó chính là cái chiếc iPhone 11. Ví dụ như vậy. Đó, ví dụ vậy thôi ha. Rồi như vậy chúng ta sẽ có những cái chữ như là refer nè. Chúng ta có call nè, chúng ta có name nè, chúng ta có introduce nè, chúng ta có address nè. Address nghĩa là gọi tên. Rồi chúng ta có implied thì không có. Rồi và chúng ta ghi chú lại những cái chữ này nhé. Rồi như vậy á, thì một mặt là chúng ta đưa ra một loạt những cái từ từ ngữ mà chúng ta nghĩ là nó có thể rephrase được, nhưng mà chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải ghi ghi thẳng ghi chú thật là chi tiết những cái chữ như thế này lên trên tờ tờ bài làm hoặc là cái tờ đề thi của các bạn. Bởi vì á, nó sẽ rất là tốn thời gian, mà cái này, những cái chữ này nó chỉ xuất hiện ở trong đầu của các bạn, nó chỉ lướt qua trong ý nghĩa của các bạn mà thôi. Các bạn không nhất thiết phải viết ra. Vì sao vậy?
Vì khi mà các bạn viết ra vậy á, thì cũng đâu có 100% chắc chắn là khi các bạn viết chữ call này là các bạn phải đi tìm ở trong này cái chữ call hay là đi tìm cái chữ name và cái chữ introduce nó ra đâu. Nó còn có thể có muôn ngàn những cái cách diễn đạt khác nữa. Ở đây là chúng ta chỉ đang giúp cho đầu óc của chúng ta gợi mở ra để hình dung ra là nó có những cái cơ hội nào, có những cái khả năng nào nó được diễn đạt lại như thế nào mà thôi, được không ạ? Đó, thì trong đầu của chúng ta sẽ hình dung ra một loạt những cái từ như thế. Rồi, và thêm vào nữa là cái điều chúng ta cần ở đây là gì? Mình xóa chữ đi nhé. Điều chúng ta cần ở đây là gì ạ? Điều chúng ta cần ở đây á là cái gì, cái thông tin gì mà chúng ta cần phải điền ở đây, chúng ta mong muốn ở đây. Mong muốn của chúng ta là một cái gì đó mà nó là cái nghiên cứu về happiness ở trong một cái conference, được không ạ? Một cái gì đó mà cái gì ở trong conference ạ? Ở trong conference có thể là một cái topic, một cái matter, một cái issue, một cái problem, hoặc là một cái questions, một cái câu hỏi, đúng không ạ? Hoặc là một cái nghi vấn, hoặc là một cái điều gì đó, information. Bất kể cái gì đó thì chúng ta cảm thấy ở đây nó có những cái điểm chung là cái gì ạ? Nó là một cái thực thể mà được thảo luận đến, được bàn tán đến, được nhắc đến ở trong cái conference này. Chúng ta không phải nhất thiết phải gọi tên nó ra là cái topic hay là matter hay là issue hay là problem hay là questions hay là information. Không cần phải xác định rõ cái điều đó. Cái mà chúng ta cần xác định ở đây là cái điều mà được cái conference này nó thảo luận, nó bàn tán đến là cái gì, được không ạ? Đó, thì từ đó mình sẽ đi xác định được đây là một cái điều, cái conference này nó discuss what, discuss what. Đó, rồi vậy thì chúng ta sẽ có câu số 27 là cái conference này nó discuss về cái gì mà nó liên quan đến happiness, nó được gọi tên là cái gì, được gọi tên là cái gì, được không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ mời một bạn làm giúp mình câu số 28 ha. Cái này á, không cần phải nói chính xác, chỉ cần nói về cảm nhận của các bạn thôi, chứ không cần phải giống như là một cái bài toán là cần phải có đáp án chính xác. Ở đây mình đang luyện tập về cái việc cảm nhận, cảm thụ và cái nội dung, được không ạ? Rồi mình sẽ nhờ bạn Jessica nhé. Câu số 28. Chào anh. Rồi mình Câu mời số xem thử 28. Dạ, câu số 28 theo em nghĩ là cái người tên Palace và cái những người khác đang có một cái kế hoạch như một cái hướng để sử dụng một cái gì đó để tìm ra làm thế nào để cho mọi người happy hoặc là unhappy ạ. Ok, như vậy thì intend to use, chúng ta sẽ thấy là sử dụng một cái điều gì đó để mà find out, để mà phát hiện hoặc là để nghiên cứu, đúng không ạ? Như vậy thường á thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì ạ? Chúng ta có thể sử dụng phương pháp, đúng không ạ? Methods, hoặc là biện pháp, measures, hoặc là một cái công cụ nào đấy, một cái tools, hoặc là một cái analysis, một cái phân tích nào đó, hoặc là một cái survey, một cái bài khảo sát, hoặc là bất cứ một cái gì gì đó có thể giúp cho họ tìm kiếm hoặc là nghiên cứu, được không ạ? Như vậy thì cái mà mình cảm nhận ở đây đó là mình cần phải tìm được một cái điều, một cái việc, một cái vật gì đó mà người ta có thể sử dụng được, có thể sử dụng được để làm gì? Để find out, để mà tìm kiếm hoặc là để nghiên cứu phát hiện. Như vậy nó có liên quan đến những cái research, những cái công cụ, những cái phương pháp hoặc là những cái công cụ đo lường khác, được không ạ? Rồi, và một cái nữa mà chúng ta sẽ có ở đây là cái happy or unhappy, để mà tìm, để mà phát hiện ra được là cái gì, what makes people happy or unhappy. Như vậy thì ở đây cái chủ thể của mình có phải là happy or unhappy không ạ? Hay là nó nên là what makes
Em nghĩ là what makes. What makes nó sẽ gợi cho em nghĩ đến cái điều gì ạ? Nghĩ đến điều gì ạ? Nghĩ đến những cái nguyên nhân, những cái lý do hoặc là những cái yếu tố ảnh hưởng hoặc là những cái mục đích purpose, ví dụ như thế, thậm chí là purpose luôn ha, hoặc là intention hoặc là dụng ý gì đó, vân vân và vân vân. Như vậy là tôi đang cần xem là cái điều gì nó tôi cần đi tìm cái mảng dữ kiện mà nó nói về cái việc là cái điều gì nó gây ra cái việc happy or unhappy, được không ạ? Và cái đó nó chỉ là cái cớ để mình tìm lại được cái mảnh thông tin thôi, nhưng cái thông tin mà mình đang cần tìm đó chính là một cái vật gì đó hoặc là một cái việc gì đó hoặc một cái công cụ gì đó mà họ có thể sử dụng phục vụ cho cái mục đích này. Ok không ạ? Rồi. Câu số 29 thử giùm anh luôn Jessica. Bali cho một cái chủ đề cho một cái chủ đề của lớp của anh ấy. Bayless này á, give classes tức nghĩa là giảng dạy Bali. hoặc là cung cấp những cái khóa học. Class này á, nó là lớp học hoặc là khóa học hoặc là môn học, ví dụ vân vân như thế, buổi học. Thì Bayless này ổng tổ chức những cái khóa học, những cái buổi học về cái chủ đề gì đấy. Như vậy thì cái mà tôi cần, cái mà sẽ giúp tôi đi tìm được cái dữ kiện ở đây, thứ nhất dữ kiện của tôi đó chính là cái dữ kiện là subject, đúng không ạ? Chủ đề của cái lớp học. Nhưng mà cái từ khóa mà có thể giúp tôi đi tìm được cái mảnh dữ kiện đó chính là cái classes, đúng không ạ? Class mà có liên quan đến playlist. Các bạn để ý là những cái tên riêng nó sẽ rất là hữu ích, giúp mình rất là nhiều trong cái việc tìm lại cái từ khóa, bởi vì cái tên riêng là cái tên mà được viết hoa và nó cũng không có xuất hiện quá nhiều trong một cái bài. Thành ra là mình đi tìm một cái dữ kiện nào đó, mình cứ dựa đầu tiên á là mình dựa vào cái tên riêng, và thứ hai là cái gì mà nó liên quan đến cái tên riêng đó chính là cái classes của cái ông này, được không ạ? Đó là cái lớp học của ông này nó nói về cái gì, đó là cái mình cần để mình điền. Rồi, thử số 30 luôn đi Jessica. Nói rằng anh ta sẽ không có bỏ cái gì đó ở trong cái danh sách của anh ta, cái người mà không thể, cái chữ đó em không biết Rồi, ok. cái gì đó. Ở đây nó có rất nhiều cái từ mới ha. Thì một mặt là chúng ta đoán từ và mặt khác nữa là chúng ta cố gắng trong quá trình mà chúng ta học bài, luyện bài á, thì chúng ta học thêm những cái từ mới. Thì categorize tức nghĩa là chúng ta có cái categories, mình viết ở trên này nha, viết ở trên này cho mọi người. Categories, đây là cái thể loại, đúng không ạ? Ví dụ các cái thể loại sách thì chúng ta gọi là categories of books hay là books categories, book categories đó, các thể loại sách. Thì bây giờ nó sẽ dẫn đến cái động từ là categorize là phân loại, và cùng với nó sẽ còn có một cái chữ nữa là classify. Classify cũng là phân loại, và cái hành động phân loại đó chính là classification, hành động phân loại. Còn categorize có danh từ không ạ? Có hành động đó chính là categorization đó, được không ạ? Rồi như vậy thì chúng ta sẽ cần biết rằng là ông Bayliss này ông nói gì ạ? Ông không nên được xếp chung hàng chung loại với among, xin lỗi mọi người cái màn hình nó bị tắt đúng không ạ? Among tức nghĩa là one of those hoặc là in hoặc là within tức nghĩa là trong số. Như vậy á, thì là ông Bayliss ông bảo rằng là bản thân ổng không có xếp chung thể loại với
among, chung với những người, với những người như thế nào đấy tôi không biết, nhưng mà tôi thấy có cái chữ who, tức nghĩa là tôi đang cần ở đây là một cái người, đúng không ạ? Người, người, bởi vì nó có cái chữ who. Những người như thế nào ạ? Những người mà không có những cái academic credentials, không có những cái uy tín về học thuật. Academic tức nghĩa là học thuật, nghiên cứu, đúng không ạ? Những người mà các bạn thấy sau này mà các bạn đi làm, ra trường mà đi làm á, những người đi làm thì được gọi là professionals. Những người làm ở trong cái lĩnh vực nào đó thì chuyên môn của họ là professionals, là đi làm chuyên nghiệp. Còn những người mà ở lại trường mà nghiên cứu rồi học thạc sĩ hay là nghiên cứu sinh, tiến sĩ này nọ thì mình sẽ gọi họ là academics hoặc là academic people, tức nghĩa là những cái người mà về học thuật, người ta không có đi, cái ngành của họ không phải là một cái ngành thực dụng ở bên ngoài mà là ngành nghiên cứu thì họ vẫn làm, nhưng mà chúng ta sẽ không gọi họ là professional mà chúng ta gọi là academic. Rồi, và ở đây á, là chúng ta có cái credential. Credential tức nghĩa là uy tín hoặc là năng lực. Đó, mình có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Mình không nên học, khi mà mình học tiếng Anh á, mình không nên khép mình lại, bắt buộc là bản thân phải hiểu một cái chữ nào đó nó có một cái nghĩa cố định, mà mình phải nên để cho đầu óc của mình được thông thoáng và chấp nhận những cách hiểu mới, được không ạ? Tùy theo cái bối cảnh của cái bài viết. Bởi vì một cái từ đơn giản như chữ get hay là chữ go thôi mà một mình nó có thể gắn đến khoảng 10 cái nghĩa khác nhau. Do đó là tùy vào cái bối cảnh của cái bài viết mà mình chấp nhận là cái cách hiểu của cái get hay cái go đó như thế nào, thậm chí cái credentials như thế nào. Bởi vì có thể bài này hiểu như thế này nhưng mà bài khác lại hiểu như thế khác. Mình chỉ cần nắm được cái tinh thần của cái nội dung cái từ đó là được rồi, được không ạ? Vậy thì credentials ở đây chúng ta sẽ hiểu là những cái gì mà người ta rely on, tức nghĩa là người ta dựa vào, đó chính là những cái uy tín, những cái danh vọng hay là năng lực hay là này nọ. Đó là một cái cách để mà chúng ta có thể học những cái từ nó dễ dàng hơn. Như vậy thì chúng ta điều qua chúng ta cần ở đây để mà điền vào đó chính là chúng ta cần một cái người. Cái người đó như thế nào ạ? Người đó mà ông Bayliss ổng cho rằng không, ổng không có as same as cái người, những người đó. Thứ nhất, cái người này có hai ý. Thứ nhất đó là cái người này không có được xếp, không nên xếp chung hàng với ông Bayliss. Có thể là cao hơn, có thể là thấp hơn, nhưng mà không có ngang hàng hoặc là cùng thể loại, cùng nhóm với ông Bayliss. Và thứ hai là cái người này do not have academic credential. Được không ạ? Đó, rồi, ok. Bây giờ mình sẽ phân tích tiếp. Để cảm ơn bạn Jessica nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ xóa cái phần này đi. Mọi người đã ghi chú lại xong hết chưa ạ? Mình sẽ có 5 giây để mọi người cố gắng mọi người ghi chú lại mọi thứ. Rồi mình sẽ xuống cái câu hỏi tiếp theo. Nên nhớ rằng là trong lúc mà mình làm bài á, hoặc là đi thi á, là mình đọc lướt qua trước rồi mình mới đọc tới câu hỏi. Còn ở đây là trong lớp học Tuấn Anh giảng câu hỏi trước rồi mới để các bạn đọc và phân tích sau. Nó khác một tí xíu nha. Cho nên là về nhà làm bài đừng có bắt chước cái kiểu này. Rồi, 31 đến 36 nha mọi người. Anh cho em hỏi một câu được không? Ok. Dạ, cho em hỏi, nếu em dịch theo cách em, giống như nãy giờ em thấy em dịch đó là em dịch theo cái cách mà em đọc câu hỏi rồi em nghĩ, em hiểu theo cái ý của em á. Ừ. Có phải là nếu mà em nghĩ theo cái cách đó là có phải là sai không? Tại vì lúc mà em dịch xong rồi cái anh giảng lại á thì em thấy cái ý em với ý anh nó khác, cho nên dẫn tới em chọn kết quả sai. Ở đây á là hiểu theo cách của em tức nghĩa là sao nhỉ? Là giống như là em đọc xong một cái câu, sau đó là em sẽ hiểu, giống như cái câu hồi nãy, cái câu cuối cùng em mới dịch cho anh là giống như anh dịch là cái bài list nói rằng anh ta, cái ông ấy sẽ không xếp chung với những người
trong cái thuộc dạng giống như là thấp hơn anh ấy, hoặc hoặc là không có uy tín về cái năng lực học thuật. Còn em thì em suy nghĩ cách ngược lại, giống như là anh ta tự đưa ra một cái list rõ ràng, cái danh sách rõ ràng, rồi anh ta tự lược bỏ bớt, giống như lược bỏ đối thủ bớt vậy đó. Lược bỏ đối thủ ở có, đây có... nói đi. Tại vì em hiểu hay vậy, giống như là cái cũng một cái từ anh thì anh dịch giống như là xuông theo cái câu bớt rồi nào rồi này nọ, rồi em thì em dịch giống như là em chuyển cái bớt đó thành thành cái nào, cho nên là vậy thì nó hơi bị lộn ở xộn. Đây là vấn đề về việc hiểu câu hỏi. Cái việc hiểu câu hỏi là một trong những cái mà khá là quan trọng trong cái việc mà để mình làm được cái bài reading được cho nó đúng. Vì có thể là chúng ta không cần phải hiểu hết được chính xác được cái câu cái phần reading, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu chính xác về cái câu hỏi. Tại vì nếu mà chúng ta đọc đúng nhưng mà chúng ta hiểu câu trả lời câu hỏi sai thì chúng ta trả lời câu hỏi nó cũng sẽ không có đúng. Mà dù sao đi nữa thì cái phần này nó cũng không có phải là nó quá nghiêm trọng, bởi vì ở đây là cái reading passage 3, tức nghĩa là cái phần khó nhất của cái bài reading. Thành ra là việc nếu như mà em lỡ có sai, hiểu sai một hoặc hai hoặc ba câu thì nó cũng không có ảnh hưởng đến cái điểm của em quá. Quan trọng là cái phần reading số 1 và số 2 mình cố gắng là mình càng ít sai càng tốt. Đến cái phần số 3 này thì người ta sẽ sử dụng nhiều cái ngôn ngữ nó phức tạp hơn. Thành ra là sẽ dẫn đến là nếu như mà bạn nào mà cái ngữ pháp của bạn mà chưa có vững thì câu hỏi, thì cái việc đặt câu hỏi của các bạn hoặc là đọc cái bài reading của các bạn nó sẽ khó khăn hơn một chút xíu, và nó dễ dẫn đến việc hiểu sai. Và thêm vào nữa là hồi nãy em bảo là khi mà em chuyển cái động từ này thành cái danh từ thì nó sẽ dẫn đến hiểu sai. Cái việc đó là cái việc là dĩ nhiên là sẽ như vậy, bởi vì khi mà người ta viết cái câu này á, thì mỗi cái từ ở trong cái câu này nó sẽ đóng một cái chức năng ngữ pháp nhất định, nó có liên hệ với những cái khác. Bây giờ mình xem á, là mình cần điền số 30, thì 30 này đóng vai trò là cái gì? Đóng vai trò chỉ là một cái object mà thôi, một cái vật thể, một cái đối tượng mà thôi, chứ không phải là cái chủ thể của hành động. Chủ thể hành động ở đây là, thứ nhất là Ballis says, ông Ballis cũng nói rằng gì ạ? Lại tiếp tục chủ thể là ông Ballis. Ballis không nên bị xếp chung hàng với, hoặc là không nên được chung nhóm với categories. Bây giờ cái mà mình quan tâm ở đây là cái categories này nó là thể chủ động hay là thể bị động đây? Bởi vì nó có cái động từ to be và nó có cái ed ở phía sau, do đó là nó là cái thể bị động. Do đó là bản thân ổng không phải là đi xếp loại phân loại người khác, mà ở đây ổng bảo rằng là những người khác không nên xếp ổng chung với categorize, không nên xếp ổng chung với, hay nói cách khác là ổng không nên bị xếp chung với, chung nhóm với những cái người ở số 30. Được không ạ? Đó là cái việc mà chúng ta cần tôn trọng cái chức năng ngữ pháp của nó thì mình mới có thể hiểu đúng được. Mình không thể chuyển cái categorize đang từ cái bị động này thành cái chủ động. Thành ra là nếu như vậy thì mình sẽ hiểu sai vấn đề. Đó. Rồi thứ hai là mình làm quen với cái giới từ among dùng cho Tuấn Anh. Mọi người lưu ý chữ among nha. Among cũng sẽ rất là nhiều cái cách, nhiều cái nghĩa khác nhau. Tuy nhiên á, mình có thể hình dung cho nó đơn giản nôm na, among tức nghĩa là trong số, one of the hoặc là in the. Đó, tức nghĩa là mình sẽ ghi lên bảng nha. One of the hoặc là in the, nó chính là cái among. Among mình chỉ cần hiểu nôm na trong tiếng Việt là trong số là được rồi, không cần phải suy nghĩ cầu kỳ phức tạp làm cái gì, bởi vì cái chữ among nó sẽ rất là nhiều nghĩa khác nhau. Rồi tiếp tục là chúng ta có, khi mà chúng ta cần xác định cái số 30 là một cái người, thì chúng ta thấy là cái người này thứ nhất đóng vai trò là object của cái gì ạ? Của cái hành động categorize, của cái hành động phân loại, phân nhóm. Và thứ hai á, là
là cái người này có cái gì ạ? Bây giờ đưa vào cái mệnh đề quan hệ, mệnh đề quan hệ là nó đại diện cho cái who, đúng không ạ? Như vậy nó biến thành cái chủ thể của một cái hành động. Chủ thể của hành động này là hành động gì ạ? Do not have academic credentials, không có những cái credentials. Đó, đó là cái cách để mình phân tích cái ngữ pháp của cái câu mà mình cần điền. Rồi. Và trong trường hợp mà chúng ta cảm thấy là nó thậm chí là trong trường hợp mà chúng ta thấy khó hiểu cái câu hỏi quá đi nữa, quá khó hiểu cái câu hỏi, thì chúng ta nên có cái hành động gì ạ? Chúng ta nên, sao cái này nó cứ biến mất hoài một mình vậy? À, mọi người sorry, mọi người đợi mình xíu nha. Copy second. Thì chúng ta không có nên chần chừ ở cái chỗ đó quá lâu, mà chúng ta có thể nhảy sang những cái câu hỏi dễ hơn. Chúng ta nghĩ là chúng ta có thể trả lời, chúng ta nhảy sang những cái câu hỏi đó trước đã, rồi chúng ta sẽ quay lại cái câu hỏi khó sau. Cái câu nào chúng ta chưa hiểu chúng ta sẽ quay lại sau. Đó là để chúng ta có thể tận dụng được cái thời gian cho nó hợp lý. À, chúng ta không có bị mất quá nhiều thời gian vào một cái câu mà chúng ta không có hiểu. Sao cái này nó không có. Mọi người đợi giùm mình khoảng 30 giây nha, mình chỉnh cái này lại một cái nha. À, sorry mọi người à. Cái kia nó hơi bị trục trặc tí. Rồi, và chúng ta sẽ thấy tới cái phần tiếp theo. Chúng ta có câu 31 đến 36. 31, 36 thì nó dễ hơn ở một cái điểm là chúng ta không cần phải đi đoán cái từ mà nó đã cho sẵn mình một số những cái từ ở phía dưới này rồi. Vậy thì mình xin mời một bạn có thể giúp mình đọc sơ cái phần summary note này, và sau đó là xem những cái từ này có cái từ nào là mới đối với mọi người không ha. Có một bạn giơ tay muốn nói cái gì á. Ok, rồi. Mình nhờ bạn Nghĩa giùm mình nhé. Lượng đọc phải tự động nha. Đúng rồi. Settlement's categories of happiness. Settlement's first type happiness involves the enjoyment of pleasures such as he believes that people should not be under the that the short things lead to happiness that is not just temporary. This second type is related to identification of his identification of this should lead to, and the result is the good life. This third type involves having a strong and doing something about it for the benefits of others. This, according to Seligman, leads to happiness that has some. Rồi, như vậy á, thì đầu tiên là chúng ta có một cái tiêu đề để chúng ta, cái tiêu đề này thường nó giúp chúng ta có cái gì nó hữu ích ở chỗ này á, là nó sẽ tóm tắt lại cái chủ đề hoặc là cái ý chính, cái nội dung chính của cái đoạn mà chúng ta sẽ cần điền ở phía bên dưới. Seligman's categories of happiness, tức nghĩa là những cái thể loại khác nhau của cái việc vui vẻ hạnh phúc theo cái cách phân loại của Seligman, được không ạ? Và chúng ta sẽ thấy là ở cái câu số 31 chúng ta có Seligman's first type of happiness, thì rõ ràng là khi mà đã phân loại happiness thì chúng ta sẽ có loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 nhiều loại, đúng không ạ? Như vậy thì rõ ràng nó không có gì lạ lẫm khi mà ông nói rằng là first type of happiness, tức nghĩa là cái loại hạnh phúc đầu tiên. Rồi chúng ta sẽ có một cái từ khó là involve.
Involve, mọi người hiểu dùm cho Tuấn Anh nôm na nó nghĩa là include. À, sẽ rất là khó để mà chúng ta có thể dịch được hoàn toàn cái chữ involve này bằng tiếng Việt, bởi vì nó có nhiều cái nghĩa khác nhau. Nhưng mọi người hiểu dùm cho Tuấn Anh theo tiếng Anh, involve nó bằng include. Include được không ạ? Đừng có dùng theo cái nghĩa tiếng Việt người ta hay dịch là liên quan đến một cái gì đó. Bởi vì khi mà người ta ở trong cái văn cảnh mà người ta dịch thuật á, người ta sẽ chọn cái cách dịch nào để mà đáp ứng được cái cách, để mà đáp ứng cho độc giả của tiếng Việt người ta hiểu được nó dễ nhất và nó mượt mà nhất. Thành ra là nhiều khi người ta chuyển đổi cái nghĩa của chữ include này thành một cái chữ nó không có liên quan, là nghĩa là liên, là người ta sử dụng cái chữ liên quan đến một cái điều gì đó. Nhưng mà cơ bản là cái chữ involve này nó có nghĩa là include, nhớ cái điều đó ha. Rồi, và nó include cái gì ạ? The enjoyment of pleasures, là cái việc hưởng thụ những cái cảm xúc, những cái pleasure, những cái sự hài lòng. Ví dụ như là cái gì đấy, such as, tức nghĩa là ví dụ như là. Như vậy thì ở câu số 31 chúng ta cần, thứ nhất là cái chức năng ngữ pháp, chúng ta cần điền danh từ, động từ, tính từ hay là từ loại gì ạ? Bạn nghĩ ạ? Chỗ nào là danh từ? Số 31. Danh từ. Mà danh từ nó liên quan đến cái gì ạ? Pleasures. Nó là một loại pleasure. Rồi, và để giúp chúng ta có thể tìm, nhanh chóng tìm được cái pleasure đó, thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta sẽ đi tìm cái first type of happiness. Vì nó có liên quan, cái pleasure này nó liên quan đến cái first type of happiness. Được chưa? Rồi, ở cái câu số 32 chúng ta có he believes that people, ổng tin rằng là người ta không nên, should not be under the gì đó, that such things lead to happiness that is not just temporary. Oh, cái chức năng ngữ pháp nó khá là phức tạp ở đây. Chúng ta sẽ phân tích từ từ một tí xíu nha. Đầu tiên là ổng tin rằng, xong, đã có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ đúng không ạ? Rồi, people should not be under, người ta không nên ở under thì under là một cái giới từ mà bình thường á, chúng ta hay hiểu là under tức nghĩa là bên dưới. Khi mà nó có cái chức năng là chỉ về một cái vị trí địa lý, under tức nghĩa là bên dưới. Nhưng mà đôi khi là ở trong những cái nghĩa trừu tượng thì under nó còn có mang nghĩa là ở trong một cái tình trạng nào đó, mà nó thường là chúng ta phải gồng gánh. Ví dụ như chúng ta có là under stress, đúng không ạ? Hoặc là under pressure, là cái áp lực nó đè nặng lên vai mình. Như vậy tôi sẽ nói là cái under stress hoặc là under pressure. Thì vậy thì tôi cũng sẽ mở đầu của mình ra để chấp nhận rằng có cái khả năng là cái under này nó liên quan đến một cái cảm giác, hoặc là một cái tình trạng, hoặc là một cái khó khăn nào đấy. Rồi, và nhắc tới cái chữ under thì nhắc luôn một cái từ này dễ bị lẫn lộn. Tức nghĩa là chúng ta hay nói là đi dưới trời nắng. À, thì người Việt mình bảo là đi dưới trời nắng, đi dưới mặt trời. Thì đúng, quả thật là dưới như vậy. Nhưng mà ở trong tiếng Anh á, thì người ta cũng có bảo là under the sun. Có, đồng ý là có việc đó. Nhưng mà một cái cách phổ biến mà người ta nói là go walk in the sun, tức nghĩa là trong ánh nắng mặt trời. À, chứ người ta không có nói là dưới mặt trời. À, đó là một cái chữ nó liên quan đến cái chữ under. Rồi, như vậy thì ở cái chỗ under này chúng ta sẽ hình dung nó chấp nhận hai khả năng. Một là có thể là một cái vật thể gì đó nó liên quan đến vị trí địa lý để giúp cho cái nghĩa của cái chữ under theo cái nghĩa là bên dưới. Thứ hai, có thể là một cái khó khăn hoặc là một cái cảm giác hoặc là một cái tình trạng nào đấy mà theo cái nghĩa giúp cho cái under này nó bổ nghĩa cho cái nghĩa trừu tượng. Được không ạ? Rồi, và mình đã có cái that such things lead to happiness that is not just temporary. Và chúng ta thấy là cái chỗ này có hai cái chữ that, bây giờ mình phải xử lý như thế nào ạ? Chúng ta thấy có such things lead to happiness, nó đã đầy đủ được cái SVO chưa? Subject, verb, object có.
tức nghĩa là sub such things, nghĩa là cái chủ ngữ là những cái thứ đó, những cái thứ gì đó. Mà such thing này là có thể là gì ạ? Có thể là những cái pleasure ở phía trên. Đó. Rồi, như vậy thì đây là cái chủ ngữ. Chúng ta có động từ lead to, và chúng ta lại tiếp tục có object là happiness. Rồi chúng ta có cái, bây giờ mình tạm gác cái chữ that này trước nha. Mình đến cái that thứ hai. That thứ hai là sao ạ? That này mà đi ở đằng sau that, nó không có chủ ngữ mà đi liền của nó là có động từ is, to be. Như vậy thì mình thấy rõ ở đây that này nó mở ra một cái mệnh đề quan hệ. That is not just temporary, là một cái mà không có tạm thời, không phải là trong một thời gian ngắn. Như vậy thì cái that này nó là cái gì ạ? That này nó sẽ là thay thế cho cái chữ happiness. Những cái happiness nào mà nó không có tạm thời, happiness nào mà nó lâu dài, được không ạ? Như vậy that ở đây là nó biểu thị cho một cái relative clause, mệnh đề quan hệ, bởi vì ở phía sau nó không có chủ ngữ mà đi thẳng vào cái vị ngữ luôn, được không ạ? Rồi bây giờ mình lật ngược lại vấn đề với cái chữ that đầu tiên thì như thế nào ạ? Chúng ta thấy là such things là chủ ngữ và có vị ngữ là lead to happiness. Như vậy ở đây đã có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ rồi, thì đây là một cái vế. Có thể là cái vế này nó thường nó sẽ that này, ví dụ a belief that, hoặc là the statement that, hay là a question that, được không ạ? Đó thì những cái lời khẳng định, hay là những cái câu hỏi, hoặc là cái niềm tin về một cái điều gì đó, niềm tin rằng những cái thứ đó nó dẫn tới niềm vui, niềm hạnh phúc mà lâu dài, được không ạ? Như vậy thì tôi sẽ thấy rằng ở đây đúng là chúng ta cần một cái danh từ, nhưng mà một cái danh từ nào đấy mà nó mang cho ta một cái ý nghĩa về cái việc là một cái nội dung đi sau nó, có thể là có cái chữ that được và mở ra cho chúng ta một cụm subject verb. Nó có thể ví dụ ha, chứ không phải là chúng ta dự đoán là chắc chắn ngay. Ví dụ nó có thể là believe that, hoặc là a question that, ví dụ như vậy. Đó là những cái kiểu, những cái dạng từ mà đi kèm với chữ that mà ở phía sau nó là subject cộng verb, chứ không phải là relative clause, được không ạ? Rồi bây giờ mình tới cái câu số 33. Chúng ta có his second time. Rồi bây giờ đã nhảy qua tới cái loại số 2. Vậy thì chúng ta sẽ đi, để đi tìm được cái số 33, chúng ta sẽ đi tìm cái second time. Và cái yếu tố chủ đạo then chốt nữa là related to. Đối với related to, mình sẽ có nhiều cái chữ để mà có thể thay thế cho nó. Ví dụ associated with, associated to, hoặc là related to, related with, hoặc là thậm chí là relate theo cái nghĩa chủ động cũng có nghĩa là có liên hệ với cái điều gì đó. Đó, được không ạ? Hoặc là những cái chữ mà nó mang tính liên hệ như là connect with, connect to. Đó, những cái chữ mà nó mang cái dây mơ rễ má tới nó. Tuy nhiên là cái chữ này chúng ta không cần phải đào sâu quá kỹ đi tìm những cái từ thay thế cho nó, bởi vì chúng ta sẽ phải sẵn sàng cái tinh thần rằng là có hàng ngàn cách giải, cái cách mà diễn đạt khác nhau cho cùng một cái nội dung này. Vậy thì tôi chỉ cần đi tìm được một cái factor, một cái yếu tố, hoặc là một cái something, một cái danh từ nào đấy nó diễn tả một cái mối liên hệ đến cái second type. Vậy lát nữa chúng ta đi tìm cái second type mà nó có liên quan đến cái này là được rồi. Chúng ta biết cái chữ related to để chúng ta nắm được cái tinh thần của cái câu này thôi. Chúng ta không cần đi tìm cái chữ nào để mà đi tìm thay thế cho cái related này cả. Chúng ta chỉ cần nắm được cái tinh thần là nó có liên quan, có mối liên hệ với cái này là được rồi, được không ạ? Câu số 34 tiếp theo chúng ta có gì ạ? Identification of this.
Identification là gì ạ? Là chúng ta thấy có cái sần ở phía sau là bắt đầu chúng ta thấy là danh từ. Danh từ này nó bắt nguồn từ cái chữ identify, động từ identify tức nghĩa là xác định. Ví dụ như chúng ta có identify a problem tức nghĩa là chúng ta xác định một cái vấn đề. Chúng ta đi tìm hiểu và chúng ta làm rõ một cái vấn đề, chúng ta identify a problem. Hoặc là chúng ta có thể là ở trong một cái vụ tội phạm nào đấy mà chúng ta đi cố gắng điều tra, đi xác định được cái nghi phạm, thì chúng ta có thể nói là identify the criminal, ví dụ như vậy, được không ạ? Rồi, hoặc là identify the suspect tức nghĩa là xác định nghi phạm. Đó, identify tức là nhận diện, xác định, nhiều nghĩa khác nhau ha. Nhận diện tức nghĩa là recognize, nhận ra, nhận thấy. Hoặc là xác định tức nghĩa là choose hay là decide hay là determine, quyết định, nhận định, xác định. Đó, rồi. Như vậy thì ở đây là cái hành động gì ạ? Hành động xác định hoặc là nhận diện cái this này. This này là this gì ạ? This này là cái second type hoặc là cái related to ở phía sau này. Chúng ta chưa biết, nhưng mà chúng ta cần biết là nhận diện một cái vấn đề gì đó, nó sẽ should lead to. Should đó, là mình hay dịch ra tiếng Việt là nên, đúng không ạ? Ví dụ you should go to the hospital tức nghĩa là bạn nên đến bệnh viện. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là should nó còn có một cái nghĩa nữa, là should là cái từ quá khứ, thể quá khứ của cái động từ là shall. Shall, nhớ không ạ? Ví dụ we shall go to the beach tomorrow tức nghĩa là chúng tôi sẽ đi biển ngày mai. Như vậy thì khi mà chúng ta lùi cái thì và quá khứ thì tức nghĩa là tôi đang có một cái dự đoán, một cái dự báo, nhưng mà cái dự báo đó ở trong quá khứ. Ngoài ra cái việc lùi thì và quá khứ của chúng ta còn có một cái chức năng nữa là để cho cái câu nói của mình nó được trang trọng hơn, nó được lịch sự hơn, chứ ngoài ra nó không có mục đích thay đổi nghĩa gì cả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc ở đây nó nên thích hợp với cái việc gì ạ? Chúng ta thấy là có thể là ở đây không phải là một cái lời khuyên, thành ra là chúng ta không có hiểu suốt theo cái nghĩa là nên được. Chúng ta cũng có thể, ngoài ra thì đã bỏ được một cái trường hợp rồi ha, thì chúng ta có thể hiểu suốt này như là một cái dự đoán ở trong quá khứ, được không ạ? Một cái dự đoán của cái ông này ở trong quá khứ, ông bảo rằng cái việc xác định cái vấn đề này á, nó sẽ dẫn đến một cái điều gì đó. Đó, hoặc là thậm chí là một cái dự đoán trong hiện tại luôn, là cái việc xác định này sẽ dẫn đến một cái điều gì đó, sẽ dẫn đến một cái điều gì đó. Thì mình sẽ chỉ đơn giản mình hiểu cái should này nghĩa là nó sẽ dẫn đến điều gì đó. Đơn giản bởi vì đây không phải là một cái lời khuyên, cho nên nó không phải là nên, được không ạ? Rồi, nó sẽ dẫn đến lead to something. Lead to something. Như vậy ở đây chúng ta sẽ xác định cái chức năng ngữ pháp của cái chữ số 34 là gì ha bạn bạn Nghĩa? 34 là cũng là danh từ. Cũng là danh từ. Nó sẽ là một cái danh từ, nó thể hiện cho chúng ta thấy lead to tức nghĩa là dẫn đến, mà đã dẫn đến tức nghĩa là gây ra. Do đó cái danh từ của chúng ta nó nên là một cái danh từ nó chỉ về một cái hiện tượng hoặc là một cái việc làm, chứ không phải là một cái danh từ chỉ sự vật nói chung. Không thể nào mà lead to a table hay là lead to an apple được, mà nó thường là dẫn đến gì ạ? Dẫn đến misunderstanding, ví dụ như vậy, ví dụ ha, ví dụ dẫn đến việc hiểu lầm, misunderstanding, hoặc là dẫn đến việc gì ạ? Việc misusing, hoặc là dẫn đến một cái việc gì đó. Bây giờ Tuấn Anh có thể nói là cái việc mà xả khí thải ra, exhausted fumes can lead to, thì ở đây có thể là lead to một cái hiện tượng hoặc là một cái sự việc, ví dụ như global warming. Exhausted fumes can lead to global warming tức nghĩa là việc xả khí thải có thể dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu, được không ạ?
Đó, thì khi mà chúng ta thấy cái lead to này, thấy là rõ ràng là nó dẫn đến một cái vấn đề rồi. Thành ra nó không phải là một cái something, một cái vật thể thông thường được. Nó phải là một cái hiện tượng, một cái vấn đề hoặc là một cái hành động nào đó, được không ạ? Dẫn đến một cái hành động nào đó thì ít nhất là phải là cái hành động. Hành động của chúng ta có thể là verb in hoặc là có thể là một cái danh từ luôn. Đó, rồi. Câu số và tiếp theo, and the result is the good life, và kết quả là the good life. Như vậy thì để mà trả lời được cho cái câu số 34, chúng ta sẽ cần phải phụ thuộc vào cái yếu tố nào ở đây. Thứ nhất, chúng ta cần nhận diện nó là cái danh từ để chỉ về một cái hành động hoặc một cái vấn đề hoặc một cái hiện tượng. Và thứ hai là chúng ta dựa vào cái từ khóa mà dẫn dắt chúng ta về ở trong bài đọc là identification of this, tức nghĩa là việc nhận dạng. Ngoài ra chúng ta còn có thể recognition of this hoặc là determination of this, được không ạ? Bất kể một cái từ nào đấy mà nó có thể nói về cái việc nhận dạng. Và ở đây chúng ta sẽ không có chuẩn bị cho bản thân mình phải viết ra là những cái từ nào để thay thế, mà chúng ta qua quá trình mà chúng ta đọc nhiều, chúng ta sẽ tích lũy là những cái từ nào nó gần gần với nhau, để mà chúng ta chuẩn bị tinh thần là có thể bắt gặp được những cái từ đó ở trong cái bài đọc của mình. Và chúng ta sẽ không thể nào dự đoán được chính xác 100% là chúng ta sẽ bắt gặp được đúng cái từ đó, mà chúng ta chỉ có thể bắt gặp được 100% cái tinh thần của cái câu nói này ở trong cái bài. À, được chưa? Rồi, và tiếp tục chúng ta có gì ạ? Câu số 35. His third type lại phụ thuộc, à nói về cái tính phụ thuộc, hồi nãy mình có phụ thuộc vào identification rồi, và mình còn phụ thuộc vào cái gì nữa ạ? Phụ thuộc là the result is a good life, kết quả là the good life. Đó, rồi câu số 35 tương tự như vậy, chúng ta phụ thuộc vào cái điều gì? Chúng ta phụ thuộc vào cái việc là his third type là cái loại hạnh phúc thứ ba, nó include một cái điều gì đó, nó include một cái vấn đề gì đó, được không ạ? Having a strong thì chúng ta thấy là là biểu thị cho danh từ, và chúng ta đã có cái tính từ là strong ở đây để bổ nghĩa cho danh từ. Vậy rõ ràng thì số 35 sẽ là một cái danh từ, được không? And doing something about it for the benefit of others, và làm một cái điều gì đó about it. Các bạn sẽ nhớ dùng cho Tuấn Anh là thông thường 80% các trường hợp cái chữ about nó có thể thay thế bằng cái chữ of. About hoặc là of nó có thể thay thế được cho nhau. Nhớ cái việc đó. Còn trong trường hợp này chúng ta không cần phải thay thế cái chữ of. Chúng ta chỉ cần biết cái cụm từ là do something about it, tức nghĩa là làm một cái điều gì đó để giải quyết vấn đề, hoặc là làm một cái điều gì đó đối với cái việc này, đối với cái việc này. Do something about this problem, do something about this question, do something about this concern, về cái sự mối quan tâm này. Đó, được chưa? For the benefit of others, vì lợi ích của những người khác. Như vậy câu số 35 tôi sẽ phụ thuộc vào cái gì ạ? Đầu tiên tôi phụ thuộc cái rõ ràng dễ nhất là cái third type. Cái thứ hai tôi sẽ phụ thuộc vào cái việc strong để mà tôi phân biệt với cái hành động thứ hai là hành động doing something about it, để tôi không có lẫn lộn. Ở đây bởi vì nó có cái and, thành ra tôi sẽ biết được rằng là cái third type thì nó gồm có hai ý. Như vậy thì tôi phải loại một ý và tôi để lại một ý để tôi còn tìm được cái từ số 35 tôi điền vào. Như vậy thì tôi sẽ cần phải phụ thuộc vào cái vế ở phía sau để tôi loại bỏ chính nó, thì tôi còn là cái ý còn lại, thì tôi mới xác định được cái strong, tức là strong gì. Nhiều khi á, là cái doing something about it này á, là một cái hành động, đúng không ạ? Một cái hành động. Thì nhiều khi ở trong bài của chúng ta có thể gắn cái chữ strong này với cái việc đó. Ví dụ a strong measure hoặc là a strong action. Ví dụ như vậy, chúng ta thấy có do something, cái chúng ta thấy có chữ action, nó giống nhau không ạ? Là hành động. Như vậy lỡ đâu mà trong bài nó bảo là một cái having or cái gì đó and strong action, cái chết rồi, cái mình thấy là strong action towards the benefits of others, cái tôi thấy có chữ strong, cái tôi lật đật tôi điền cái chữ action vào trong số 35 là chết, là sai. Là bởi vì
ở đây mình đang có hai ý, và cái chữ mà strong action đó là nó đang đại diện cho cái vế ở phía sau. Và cái điều tôi cần điền cho số 35 chính là cái vế còn lại ở trong bài. Được không ạ? Rồi một cái câu cuối cùng là câu số 36. Chúng ta có gì ạ? This, according to Seligman, leads to happiness that has some gì đó. Như vậy thì rõ ràng đã có some, tức nghĩa là chúng ta sẽ cần có danh từ. Nhưng mà danh từ này nó thuộc cái thể loại nào đây? Chúng ta thấy là this này là cái gì ạ? Là cái việc này nè. Nguyên cái hiện tượng này luôn. Cái việc mà cái loại hạnh phúc số 3 nó bao gồm having a strong ... và doing something ... theo lời của ông Seligman, nó sẽ dẫn đến happiness, nó sẽ dẫn đến cái loại hạnh phúc mà có chứa cái điều gì đó, has some, chứa một cái điều gì đó. Mà bây giờ cái happiness này của mình á là một cái khái niệm trừu tượng rồi. Do đó trừu tượng nghĩa là sao? Không rờ, không nắm, không có cầm chạm được. Nó là một cái khái niệm. Thành ra một cái khái niệm thì nó không thể nào nó sở hữu được những cái rờ cái nắm được, những cái tính chất mà rờ nắm được. Do đó là cái has some ở phía sau nó cũng sẽ là một cái khái niệm trừu tượng luôn. Đúng không ạ? Ví dụ như là happiness mà nó có một cái mức độ hoặc cái giới hạn, limits hoặc là boundaries. Boundary các bạn biết đánh vần không ạ? Mình đánh vần các bạn ghi chú trong tập nha. BOUNDARY, boundary. Và số nhiều của nó là chúng ta sẽ thay thế cái chữ y dài thành IES, y ngắn ES, được không ạ? Boundaries. Right. Như vậy thì cái happiness mà có thể có một số giới hạn, hoặc là happiness có những cái lợi ích, hoặc là happiness mà có những cái tác hại, hoặc là happiness mà có side effects, có tác dụng phụ, ví dụ như vậy. Đó là những cái mà nó phụ thuộc vào cái, đó là cái đặc tính hoặc là cái tính chất của cái happiness này, thì nó buộc là cái danh từ cái số 36 này nó cũng phải là một cái khái niệm trừu tượng luôn. Đó. Và đó là một cái điều gì đó mà nó cụ thể, như là một cái bàn, một cái trái táo, thì rõ ràng không thể rơi vào cái số 36 này được. Được không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ xin mời các bạn dành 10 giây, các bạn nhìn lướt qua các cái lựa chọn của chúng ta ở phía dưới những cái từ mà người ta đưa ra, xem có cái từ nào các bạn không hiểu không, thì các bạn sẽ giơ tay liền nha. Ở trong đây cũng có cái từ mà Tuấn Anh cũng không biết luôn á, nhưng mà mình sẽ chấp nhận theo cái kiểu là mình hiểu nó theo cái tinh thần chứ không phải là hiểu theo nghĩa. Rồi có một bạn nhắn tin bảo là exaggeration. Ok, còn bạn nào nữa không ạ? Rồi mình sẽ đi từng từ nha, để đảm bảo là chúng ta hiểu hết mọi từ ở trong này. Đi thi thì sẽ có những lúc chúng ta không có hiểu hết đâu, nhưng mà đang tranh thủ học thì mình giải nghĩa. Ability là năng lực, khả năng, đúng không ạ? Một là năng lực, hai là khả năng. Năng lực là nói về cái kỹ năng. Rồi thứ hai, celebration. Celebration nó tức nghĩa là bình thường mình hay có birthday celebration, tức nghĩa là gì ạ? Là ăn mừng, là kỷ niệm, là cái gì đó, đúng không ạ? Thì mình sẽ hiểu cái celebration đó là cái đánh dấu, dấu mốc, hay là ăn mừng, kỷ niệm, hay là một cái điều gì đó. Chúng ta cố gắng là đừng có hiểu nó theo cái tiếng Việt, chúng ta hiểu cái tinh thần của nó thôi, gắn với những cái từ nào chúng ta đã biết. Celebration là remark something, tức nghĩa là đánh dấu lại một cái điều gì đó. Rồi bạn Jessica có ghi chữ illusion, tí nữa mình tới nha. Concept tức nghĩa là an idea, một cái khái niệm, một cái ý tưởng, một cái ý nghĩ, đúng không ạ? Confidence, cái này dễ hay bị lẫn lộn giữa confidence với lại self confidence. Confidence có nghĩa là tin tưởng hoặc là niềm tin.
Cho nên là mình có tự tin, mình gọi là self-confidence. Nhưng mà có rất là nhiều người dùng sai, họ bảo là I am confident. No, cái cách dùng đúng là I am self-confident. Tôi tự tin. Được không ạ? Bởi vì confidence á, tức nghĩa là tin. Tin vào một ai đó. Ví dụ, I am confident in the transparency of Australia, of the government, Australian government. Ví dụ vậy, tôi tin tưởng vào cái sự minh bạch của chính phủ nước Úc. I am confident in the transparency of Australian government. Đó. Thì đây là niềm tin. Và phải tin vào bản thân thì mình mới gọi là tự tin được, đúng không ạ? Self-confidence. Right. Conviction. Convict á, ở trong cái chủ đề về crime, về tội phạm thì có nghĩa là buộc tội. Thì đối với cái bài này chúng ta sẽ có vải về chủ đề là crime không ạ? Không. Nhưng mà chúng ta sẽ trên tinh thần là cái nghĩa của nó là nghĩa là kết án hoặc là kết tội, thì chúng ta có thể là hiểu nó như cái chữ là flame. Mình sẽ ghi ra phía bên này cho các bạn nha, trên chat box nha. Flame. Flame somebody of something. Thì nó cũng bằng với convict something as the cause of some problem. Chúng ta có convict ở đây á, không dùng cho người nữa mà sử dụng cho vật. Thì chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta quy kết một cái điều gì đó như là một cái nguyên nhân, hoặc là cái mục đích, hoặc là cái một cái gì đó nó dẫn đến một cái điều gì khác. Ví dụ như là convict cái việc mà exhausted from exhaustion as the reason for global warming. Đó, chúng ta có thể thấy như thế là chúng ta quy kết cái việc mà xả khí thải là cái nguyên nhân cho cái global warming, cho cái hiện tượng nóng lên toàn cầu. Đó, convict. Thì cái chữ convict này nguyên gốc của nó là sử dụng trong đề tài tội phạm, là kết tội, kết án nha. Effort là nỗ lực, là cố gắng, đúng không ạ? Rồi, không có gì khó hết. Ego thường có nghĩa là cái tôi, tức nghĩa là cái sự tự tin, tự mãn. Cái tôi, một cái niềm tin vào bản thân, cái sự tôn trọng cá nhân quá lớn, người ta hay gọi là tự ái á, hoặc là tự trọng thì nó nhẹ hơn, gọi là dignity. Chúng ta có dignity là tự trọng, nhưng mà ego là một cái tôi, tức nghĩa là luôn luôn là một cái niềm tin vào bản thân. Không nhất thiết là phải là một cái ego là một cái gì đó nó xấu xa, nó chỉ là cái niềm tin vào bản thân mà thôi. Rồi, chúng ta có encouragement. Nó bắt nguồn từ cái chữ encourage là khuyến khích, đúng không ạ? Không có khó. Entertainment cũng dễ, đúng không ạ? Exaggeration. Chữ này á, thì đối với một số bạn thì nó hơi mới. Nó có nghĩa là sự phóng đại. Sự phóng đại. Chúng ta có exaggerated, extravagant. Rồi, chúng ta có exaggerate. Động từ. Exaggerate nghĩa là chúng ta đang phóng đại một cái điều gì đó. Ví dụ như chúng ta thường hay xem các quảng cáo phóng đại những cái thông tin lên. Ví dụ như là giặt sạch thì ok, nhưng mà giặt gì mà giặt trắng tinh tươm trong vòng 10 giây. Đó là một cái sự phóng đại, exaggeration. Chúng ta có tiếp tục cái chữ incentive. Incentive nghĩa là gì ạ? Incentive ban đầu của nó có nghĩa là cái tiền thưởng. Tiền thưởng. Ví dụ là chúng ta đi bán hàng, chúng ta làm nhân viên bán hàng, chúng ta đi bán được nhiều á thì chúng ta được chia một số hoa hồng ở trong cái doanh số đó, thì cái incentive tức nghĩa là cái tiền thưởng, là cái tiền mà chúng ta tiền thưởng đạt được cái doanh số, hoặc là bán được càng nhiều thì càng được chia lợi nhuận ở trong đó, incentive. Và tại sao thì nó lại có biến nghĩa tới một cái chữ khác. Incentive này á, nó đóng vai trò gì đối với người bán hàng ạ? À? Nó đóng vai trò như là một cái động lực để thôi thúc người ta cố gắng nhiều hơn nữa. Do đó là ở trong những cái bối cảnh khác thì incentive nó có nghĩa là động lực, là sự khuyến khích. Được không ạ? À? Đó. Thì đây là danh từ nha.
chứ không phải là tính từ, mặc dù nó có cái chữ if ở phía sau, nhưng mà nó không phải là tính từ. Incentive là cái sự khuyến khích, là cái động lực. Nhưng mà nó khác với cái encouragement ở chỗ nào ạ? Encouragement nó là cái khái niệm hành động khuyến khích. Còn cái incentive này là một cái hành động cụ thể, một cái công cụ cụ thể để mà khuyến khích người ta làm cái điều gì đấy. Rồi. Hoặc là hay còn gọi là phần thưởng, được không ạ? Rồi, illusion. Illusion thì mình sẽ hiểu nó thẳng luôn là illusion tức nghĩa là ảo tưởng. Được không ạ? Ảo mộng, ảo tưởng. Bạn hỏi là incentive nó có bằng với commission không? Có bằng nha. Theo nghĩa thông thường nói chung á, thì incentive và commission nó bằng với nhau. Nhưng mà commission á, thì hai bạn này, incentive và commission, nó thay thế cho nhau khi mà nó đóng nghĩa là tiền thưởng trong lĩnh vực kinh doanh. Còn ở trong cái lĩnh vực khái quát nói chung á, thì commission không có nghĩa là động lực hay là khuyến khích gì cả. Chỉ có mỗi cái chữ incentive nó mới có nghĩa là khuyến khích mà thôi. Rồi thì các bạn nếu mà thích thú về cái từ này á, thì lát nữa đọc lại cái bài reading về crime thì các bạn sẽ thấy cái việc mà giảm bớt việc mà áp dụng cái án tử hình nó sẽ là một cái lý do để có được cái động lực khuyến khích cho kẻ nghi phạm mau khai ra những kẻ đồng phạm để mà trợ giúp cho cảnh sát, thì nó gọi là act as an incentive, được đóng vai trò, cái việc án tử hình đóng vai trò như là một cái động lực khuyến khích những người tội phạm khai ra những người khác. Đó. Rồi và cái chữ commission á, cẩn thận một tí xíu, bởi vì trong một số lĩnh vực như là lĩnh vực về ngoại giao á, hoặc là về chính trị hay là về nhà nước chính phủ này nọ, thì cái chữ commission này còn có nghĩa là ủy quyền. Ví dụ như là a commission person tức nghĩa là một cái người được ủy quyền, được cho phép, được trao quyền. Và các bạn sẽ thấy là ở các đại sứ quán á, đại sứ quán chúng ta có gì ạ? Ambassador. Và chúng ta cũng hay gọi các vị đại sứ tức nghĩa là đại diện cho một cái đất nước nọ, một nước khác á, chúng ta hay gọi là đại sứ là ambassador. Ambassador. Nhưng mà cái tên gọi, cái title chính thức của họ, chức vụ chính thức của nó không phải, họ không có ghi là ambassador, mà trong tất cả các văn bản trang trọng và chính thức người ta gọi là first commissioner, là người được ủy quyền chính thức của một đất nước nào đấy. First commissioner thì lúc đó cái chữ commission có nghĩa là ủy quyền, là lại khác nhau nữa, được không ạ? Và không có xài chữ ambassador luôn. Rồi, leadership dễ rồi ha. Participation dễ rồi. Perseverance nghĩa là một cái sự kiên trì, và hay còn gọi là patience kiên trì, lâu dài. Chúng ta có permanence này thấy quen không ạ? Nó gắn với cái tính từ là permanence tức nghĩa là lâu dài hay là cố định hoặc là vĩnh viễn, ít nhất thì cũng khoảng 5-10 năm hoặc là 50 năm người ta sẽ gọi là permanent. Ví dụ permanent residence tức nghĩa là thường trú, tức nghĩa là cư trú dài hạn ở đó, ở một cái nơi nào đó, thì chúng ta sẽ có cái danh từ permanent. Rồi chúng ta có chữ gì ạ? Support dễ rồi ha. Theory là lý thuyết. Và chúng ta có chữ thrill. Nhớ về cái gì ta? Có những cái bộ phim thriller. Và Michael Jackson cũng có một cái bài hát là thriller. Thì thriller bình thường mình sẽ có cảm nhận là gì ạ? Những cái gì mà nó gây cái sự phấn khích, mà nó sợ giật bắn mình lên. À như vậy á, thì làm sao để mình nhớ về những cái thriller là những bộ phim giật gân. Nhưng mà cái nghĩa chính thức của cái chữ thrill hoặc là thriller này á, tức nghĩa là excitement, là cái sự phấn khích, được không ạ? Nó không cần phải là một cái gì đó nó kinh dị hoặc là ghê sợ, chỉ cần là một cái điều gì đó nó quá đẹp đẽ đi hoặc là nó quá vui thú thì cũng có thể gọi là một cái thrill, được không ạ?
Rồi. Để coi. Giải quyết tới cái câu 37 đến 40 thì mình chỉ giải nghĩa cái nội dung của cái câu hỏi thôi ha. Rồi mình sẽ cái này thì dễ rồi, chứ khi mà chúng ta đọc cái bài và chúng ta xác định nội dung chính của từng đoạn á, thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta xác định được 37 đến 40 là nó có những cái nội dung gì. Và ở đây không phải là đi tìm cái nội dung chính, mà chúng ta contains the following information, tức là chứa cái mảnh thông tin này, mảnh thông tin. Vậy thì á, chúng ta thấy được cái gì từ ngày hôm nay, bài học ngày hôm nay? Tức nghĩa là bài ngày hôm nay của chúng ta vận dụng cái kỹ năng skimming and then scanning, tức nghĩa là đầu tiên đọc hiểu và lúc sau đọc dò tìm dữ liệu dữ kiện. Và chúng ta sẽ tìm một cái dữ kiện nào đấy, là chúng ta nhờ một bạn có thể trợ giúp cho cả lớp nha, nhờ bạn Hannah. Bạn Hannah bật micro dùng cho Tuấn Anh với. Rồi, mình sẽ giúp cho cả lớp, bạn Hannah sẽ giúp cho cả lớp giải nghĩa, giải thích bốn cái loại thông tin sau đây nhé, 37 đến 40. Ok, thì đầu tiên là một cái viên về happiness mà có thể là không được là có thể là một cái goal desirable. Rồi, chúng ta sẽ coi cái này nó có gì ạ? Có cái that. Nãy mình nhớ về cái chữ that đó mọi người. That có thể là một cái relative clause, hoặc là that nó sẽ dẫn dắt chúng ta mở ra một cái cụm subject verb. Như vậy, một cái quan điểm, một cái góc nhìn mà cho thấy rằng gì? Một cái subject verb. Complete happiness là gì ạ? Subject. Và có thể không nhất thiết phải là một cái desirable goal. Như vậy thì chúng ta có cụm chủ vị ở đây. Complete happiness là việc hoàn toàn hạnh phúc, mỹ mãn, viên mãn. Không phải, không nhất thiết, không phải hoặc là không nhất thiết phải là một cái mục tiêu mà được mong muốn. Desirable goal. Có khó cái chỗ này lắm không ạ? Goal ở trong đá banh là khung thành đúng không ạ? Và ở trong đường đời của chúng ta, cái goal chính là cái đích đến hoặc là một cái mục tiêu đúng không ạ? Desire là mong muốn. Như vậy là desirable, tức là được mong muốn. Như vậy nó, chúng ta sẽ cần tìm một cái mảnh dữ kiện nào để cho thấy một cái góc nhìn rằng, hay còn gọi là cả một cái niềm tin hoặc có cái lời khẳng định rằng là cái sự viên mãn không nhất thiết phải là một cái mục tiêu mong muốn, được không ạ? Rồi, giúp giùm anh câu số 38. Một cái reference đến cái kết quả của cái conducting research trong cái happiness. Rồi, cái nào mà mình cũng có biết tiếng Việt á, mình cứ nói bằng tiếng Anh không sao hết nha, mình chấp nhận mình nói bằng tiếng Anh, kể cả khi mà mình không hiểu và mình cũng không biết đến nó luôn, mình nói bằng tiếng Anh luôn. Ví dụ, anh làm ví dụ nha. Ví dụ, cái câu 38 này tôi sẽ cần tìm một cái thông tin nó nói về một cái outcome mà nó rộng lớn hơn và nó potential. Về cái việc gì ạ? Of nó bằng với about. Of bằng với about, tức nghĩa là về. Về cái gì ạ? Về việc conduct research, conduct những cái nghiên cứu về happiness, về hạnh phúc. Được không ạ? Đó là cái cách để tôi có thể là diễn giải cái bài nó dễ dàng hơn trong điều kiện mà tôi không biết phải nói nó tiếng Việt như thế nào. Và quy suy cho cùng thì đây là thi tiếng Anh, do đó mình không nhất thiết phải hiểu nó bằng tiếng Việt, mình hiểu bằng tiếng Anh sẽ tốt hơn. Vậy thì tôi cần tìm một cái outcome potential mà nó về cái gì ạ? Về, cái quan trọng ở đây là chúng mình cần hiểu cái chữ về, of, about, về việc conduct những cái nghiên cứu về happiness. Đó, rồi. Như vậy thì tôi đang cần một những cái kết quả, outcomes. Mình có input và mình có outcome. Input là đầu vào, outcome là đầu ra. Những cái kết quả đầu ra rộng lớn hơn
và tiềm năng có khả năng xảy ra về cái gì, của cái việc sự của về việc thực hiện nghiên cứu đối với happiness, đối với happiness, được không ạ? Rồi, như vậy thì conduct thấy lạ không? Lạ nhưng quen. Conduct chính là do đó mọi người. Làm vậy thôi. Conduct là một cái dạng mà nó trang trọng formal hơn của do, là thực hiện, implement, conduct, do, execute. Rồi, như vậy thì chúng ta có về cái kết quả của cái research đối với happiness. Rồi, câu số 39 giúp giùm anh. Cái implication của cái thực tế rằng cái conference thì chứa đựng tất cả. Một cái implication về cái việc của về cái sự the fact that the conference was held at all. The fact that the conference was held at all. Một cái implication về cái sự thật mà cái conference này đã nói về cái fact đó, cái conference mà cái fact mà cái conference này đã bàn tán, đã nói về, đã held tức nghĩa là organized, tức nghĩa là nó đã được tổ chức về cái điều này, về cái all the fact này, được không ạ? Vậy thì cái dot này mặc dù là chúng ta thấy là có cái subject verb, nhưng mà nếu như mà chúng ta hiểu theo cái kiểu là that the conference was held at all thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái sự bị tắt đường lại, là bởi vì was held này, held tức nghĩa là organized hoặc là suspend tức nghĩa là lưu giữ lại hoặc là giữ lại, kìm hãm lại, hoặc một cái held khác là held là tổ chức. Như vậy thì ở đây mình sẽ phân vân một tí xíu về cái ý nghĩa của cái chữ held này. Mình sẽ tạm thời mình để ở đó, để tí nữa mình đi tìm một cái facts nào liên quan đến conference này mà nó có ở trong bài, để mình coi là nó held này nó nên hiểu theo nghĩa là suspend tức nghĩa là kìm hãm lại, hay là organize tức nghĩa là tổ chức. Đó, thì còn tùy vào cái chỗ này. Câu số 40 ạ. Một cái statement về cái outcome, về cái truyền tải cái quan điểm hiện tại trong cộng đồng. Ok, một cái statement concerning, khi mà có concern tức nghĩa là nó nói về một cái điều gì đó. Concern about. Thì cái chữ concern này á, cái nghĩa của nó là nó về việc quan tâm, chúng ta dịch là quan tâm, nhưng mà cái hành động của nó, cái nghĩa của nó hơi ngược với tiếng Việt của mình một tí xíu. Ví dụ như là tôi quan tâm về một cái vấn đề gì đó thì tôi sẽ nói là I am concerned about the problem, tôi quan tâm về vấn đề. Nhưng mà thì ở trong tiếng Anh lại sử dụng là passive voice, là thể bị động. Vậy thì cái nghĩa chủ động, cái chữ concern này tức nghĩa là gây cái sự quan tâm, gây cái sự lo lắng, gây cái sự quan tâm. Như vậy thì một cái statement nó gây cái sự quan tâm về cái việc gì ạ? Về cái việc possible outcome, tức nghĩa là cái kết quả khả dĩ, cái kết quả có khả năng xảy ra của cái việc gì ạ? Của cái việc expressing a certain view in public, về việc thể hiện một cái quan điểm nhất định ở trong công chúng, trong cộng đồng. A certain view, certain tức nghĩa là nhất định, một cái quan điểm nào đấy. View bình thường nó có nghĩa là cái tầm nhìn, nhưng mà các bạn cũng biết đấy là đối với cái nghĩa trừu tượng thì view nó còn được coi là opinion, là quan điểm, góc nhìn, đúng không ạ? Rồi đó là cái dạng số 37 đến 40. Bây giờ mình sẽ giúp các bạn mình đi lướt qua cái nội dung chính của những cái đoạn này trước khi chúng ta nghỉ ngơi ha. Và cuối tuần chúng ta sẽ, bạn nào mà làm sai cái bài này nhiều hoặc là chưa làm, chúng ta cố gắng chúng ta thực hiện dùm cho Tuấn Anh cái bài này, để mà mình áp dụng được cái cách làm cái câu hỏi này vào ở trong cái bài này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ có phần A, chúng ta có gì ạ? Chúng ta dành ra một phút chúng ta xem thử đi. Mình sẽ nhờ một bạn giúp giùm mình coi là cảm nhận của bạn là
là nội dung chính của cái đoạn này là gì? Các bạn đọc trong vòng 1 phút. Rồi, cho em mời chị Hương nha. Chị Hương coi thử giùm em là cái bài này, cái đoạn A này nó nói đại khái về cái gì. Mình có thể bắt đầu từ ngay cái tiêu đề mình trở xuống cái đoạn A nha. Và nhớ giùm mình là cái câu chủ đề hoặc là cái nội dung chính của một cái đoạn á, không nhất thiết phải lúc nào cũng nằm ở đầu đoạn, mà có thể là có thể nằm ở cuối đoạn cũng được nha. Thì mình đọc đầu đoạn và cuối đoạn cho đến khi nào mà mình thấy được cái vấn đề. Hoặc là nếu như mà cả hai cái đầu cái cuối đó mà chưa rõ thì mình sẽ đọc lướt qua bên trong. Rồi mà chị Hương ạ. Cái điều này thì không phải là một cái trò đùa, thậm chí những nhà khoa học ở cái Royal Society bây giờ đã nói về cái những cái nghiên cứu về nguồn gốc của hạnh phúc, đó là nghiêm trọng, nghiêm túc đó là nghiêm túc rồi. Ngài Newton đã làm cái điều gì, sẽ làm cái điều gì? Ở đó thì ông đã vẽ cái tranh dầu và quan sát những cái cuộc họp lạ lùng nhất. Rồi khoan, cái chỗ này á, chúng ta chỉ cần chúng ta đi lướt qua, bởi vì nó đang mô tả về một cái viễn cảnh, một cái cảnh tượng, do đó là nó không có mang lại cái ý nghĩa cho mình. Mình đọc rồi mình lấy cái việc là ai làm điều gì hoặc việc gì đang xảy ra thôi. Rồi tiếp tục, mình liên quan tới cái Royal Society. Royal Society. Rồi một cái tổ chức khoa học ở gớt nhất ở Anh thì chưa tổ chức. Đã từng được tổ chức. Và nếu như Newton, tôi được chuyển biết. Rồi. Nếu Newton Green thì sao ạ? Thì nó sẽ hoàn toàn là nghĩa là hoàn toàn hợp lý. Rồi ở bên dưới anh ấy ở cái tuần trước một cuộc họp cả 2 ngày, cuộc họp 2 ngày đã được tổ chức trên một cái lĩnh vực mới của khoa học. Rồi. Bỏ qua cái dấu 2 chấm, bỏ qua. Bỏ qua điều tra là hạnh phúc. Rồi một cái những cái giáo sư mà đi trên nhà khác. Rồi, cái nào không biết bỏ qua. Đã đi lên cái podium bao gồm nhà những cái gì ta? Bao gồm những cái nhà neuron, những nhà thần kinh học, rồi đã vợ với những cái video của một cái người phụ nữ mà đang ghi lên một cái bộ phim hài, rồi những cái người khác thì là các cái nhà khoa học xã hội đã rendition những cái thống kê về cái sự hạnh vui vẻ của quốc gia. Hàng trăm cái nhà nghiên cứu khác nhau đã ngồi và đưa ra những cái chú ý, cái cách mà nó được
tạo ra được những cái tiếng cười nhiều hơn. Ok, rồi cảm ơn chị Hương. Thì qua cái phần sơ sơ của chị á, thì chị có phải là mình sẽ cảm thấy là ok, nó đang mô tả cho mình một cái bức tranh mà ở đây á, không phải là cái câu nào nó quan trọng hơn cái nào. Hầu như là các câu á, là nó ngang hàng với nhau ở cái điểm là người ta đang mô tả là những nhà khoa học này làm gì, những nhà khoa học kia làm gì, những người khác đang xếp hàng, những người này đang đứng, những người kia đang ghi chú, ví dụ như vậy. Tức nghĩa là nó đang mô tả cho chúng ta thấy một cái cảnh tượng, tụ trung lại là chúng ta thấy được một cái cảnh tượng rằng là các nhà khoa học đang rất là chú ý về cái đề tài là how to produce more smile. Rồi, vậy thì làm sao để đọc nhanh cái chỗ này? Hồi nãy á, tắt micro của chị xíu. Hồi nãy Tuấn Anh có bảo với mọi người á, thông thường cái topic sentence hoặc là cái nội dung chính, cái chủ đề của cái đoạn á, thường nó sẽ nằm ở một hoặc hai cái câu đầu tiên. Nếu như mà đọc một hai câu đầu tiên mà thấy không rõ thì cứ tiếp tục đọc lướt xuống, không cần phải đọc kỹ, chỉ cần đọc lướt coi là nó có những cái chủ thể nào ở trong này, subject của trong này là cái gì, những người nào nó xuất hiện ở trong này. Và đọc cho đến cái một hai câu cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy cái câu cuối cùng chúng ta có gì ạ? Hundreds of other researchers set scribbling notes on how to produce more smile. Tức nghĩa là hàng trăm những nhà khoa học khác đang ghi chú, scribble, tức nghĩa là vẽ tay á, ghi chú bằng tay. Các bạn thấy ở trên điện thoại của các bạn có cái ứng dụng Scribble là để mà các bạn dùng cái bút của các bạn chọt lên màn hình để các bạn vẽ vời này nọ, gọi là Scribble. Thì đang ghi chú lại về cái việc gì ạ? How to produce more smiles. Như vậy thì rõ ràng tôi thể thấy được cái đoạn A này là một cái đoạn introduction, một cái đoạn giới thiệu về cái bối cảnh của cái chủ đề này. Và hơn nữa là nó cho thấy cái tầm quan trọng, cái sự quan tâm của giới học giả, của các nhà khoa học đối với chủ đề là how to produce more smiles. Bằng chứng là thứ nhất, it's no joke. Thậm chí là những nhà khoa học ở Royal Society đang tìm kiếm cái nguồn, the source, đang tìm kiếm cái nguồn hạnh phúc rất là một cách rất là nghiêm túc chứ không có đùa giỡn gì cả. Rồi, thứ hai tôi có một cái yếu tố nữa là cái câu cuối cùng, hundreds of other researchers note on how to produce the smiles, đúng không ạ? Và khi mà tôi đọc lướt qua cái đoạn A này, tôi sẽ thấy là hàng loạt những cái câu nó có chức năng tương đương nhau, chứ nó không mang lại cái mối quan hệ là nhân quả, hay là cái câu này nó giải thích cho cái câu còn lại, hay là câu này nó dẫn đến kết quả của câu còn lại, hay là có sự đối lập gì cả. Mà ở đây tất cả mọi thứ nó đang diễn ra song song với nhau. Song song như thế nào ạ? Đầu tiên tôi thấy là Sir Isaac Newton. Câu hỏi là gì? What would Sir Isaac Newton have made of it? Made of, các bạn lại nhớ of là bằng với about. Trong một số trường hợp, trong nhiều trường hợp, of là bằng với about. Như vậy là ông Sir Isaac Newton này, ông đã tạo ra cái điều gì về cái chủ đề này? It tức nghĩa là the source of happiness, đúng không ạ? Ông đã làm được cái gì về cái chủ đề này? Rồi, there he was, ông ở đó, painted in oil. Nhắc lại, chỗ nào mà nó nằm giữa hai dấu phẩy và đóng vai trò như là một cái relative clause, mệnh đề quan hệ, hoặc là verbal clause, tức nghĩa là cái trạng ngữ, thì chúng ta có thể nhanh chóng chúng ta bỏ qua bởi vì nó là thông tin phụ. Như vậy thì there he was như thế nào ạ? He was gazing down at one of the strangest meeting. Ông đang nhìn xuống, cúi xuống nhìn một trong những cái buổi gặp gỡ hội thảo mà lạ lùng nhất. Như vậy thì á, cái ông Isaac Newton này, ông có đóng vai trò gì trong này không ạ? Không, ông là một cái painting thôi, ông là một cái bức tranh ở trong cái phòng hội nghị mà thôi. Ông đang nhìn xuống một cái buổi hội thảo. Hội thảo của ai ạ? One of the strangest meeting that the Royal Society, cái buổi hội thảo của Royal Society, has ever held, đã từng được tổ chức, đúng không ạ? Một trong những cái buổi hội thảo kỳ lạ nhất mà Royal Society đã từng tổ chức. Rồi, tại sao Tuấn Anh không có nói đến cái đoạn này là như hồi nãy Tuấn Anh mới nói á, là nằm giữa hai dấu phẩy và đóng vai trò chức năng như là một cái mệnh đề quan hệ, là Tuấn Anh không có quan tâm.
là bởi vì nó làm nên phụ. Các bạn đọc lên các bạn thấy liền nè. Royal Society, một trong những cái cơ quan khoa học uy tín nhất của nước Anh. Ủa, vậy thì nó đâu mang lại cho tôi cái hành động gì ở đây đâu. Nó chỉ giới thiệu cho tôi biết cái Royal Society thôi. Và các bạn thấy nãy giờ cái câu hỏi của bên tay phải của mình đó, có cái nào hỏi là Royal Society có phải là cơ quan uy tín nhất hay là cơ quan như thế nào không ạ? Không, không hề. Thành ra là cái dữ kiện là cơ quan most august, tức nghĩa là cơ quan uy tín hoặc là phổ biến hoặc là nổi tiếng của Anh. Nó không có giúp ích gì cho mình trong việc này hết. Thành ra đọc được thì đọc, còn không đọc được thì chúng ta sẽ sẵn sàng chúng ta lướt qua luôn. Thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái việc là Royal Society has ever held, đã tổ chức. Được chưa? Rồi, tiếp tục lại có cái câu là if Newton had flashed a huge grin, tức là nếu mà Newton đã hé miệng cười, flash a huge grin. Vậy thì Newton ở đây cũng chỉ là một nhân vật trong quá khứ, giống như là Isaac Newton mới ở phía trên. Như vậy thì sao ạ? It would have been completely appropriate, thì nó cũng sẽ phù hợp, hoàn toàn phù hợp. For beneath him, beneath tức nghĩa là gì ạ? Beneath tức nghĩa là bên dưới, bằng với underneath, được không ạ? Beneath, under, underneath, ghi chú lại. Các bạn có 3 giây ghi chú lại. Beneath, under, underneath, bên dưới. Vậy thì á, cái việc bên dưới này có quan trọng gì không? Cái ông Newton này có quan trọng không ạ? Không, ông Newton chỉ là một cái bức tranh thôi. Quan trọng ở đây là ở trong cái phòng hội nghị đó, last week, tuần trước thì a two-day conference was unfolding on a booming new field of science. Cái quan trọng ở đây là một cái hội nghị 2 ngày đã hé lộ ra một cái lĩnh vực mới của khoa học. Đó chính là investigating what makes people happy. Và hồi nãy em bảo với chị Hương á, chị Hương ơi, cái hồi nãy em bảo với chị là cái chỗ này mình không có cần phải quan tâm á, là bởi vì nó có cái dấu hai chấm. Hai chấm là để giới thiệu một cái thông tin bổ sung, không quan trọng lắm. Do đó mình có thể lướt qua cái chỗ này. Và các bạn thấy rõ là nãy giờ cứ lặp đi lặp lại về cái việc là the source of happiness hay là what makes people happy giống nhau đúng không ạ? Đó là thông tin phụ mà thôi. Rồi chúng ta có gì nữa ạ? Lại một cái câu nó tương đương, nó không dẫn đến cái kết quả gì cả, nó chỉ là tương đương thôi. Cho đó mình đọc lướt qua. Chúng ta thấy là distinguished professors, tức nghĩa là những giáo sư hàng đầu, những giáo sư ưu tú, distinguished tức nghĩa là danh dự, uy tín hàng đầu. Các bạn đi học những cái trường nước ngoài, chúng ta vẫn có những cái hạng như là credits, tức nghĩa là bằng với mức điểm là trung bình ở đây á. Rồi khá tức nghĩa là distinction, và giỏi là high distinction. Thì ở đây distinguished tức nghĩa là những giáo sư mà được tôn vinh ưu tú, đã vây quanh cái podium. Chúng ta không biết cái podium là cái gì, kệ, bỏ qua luôn. Bởi vì chúng ta đang thấy là cái ở đây là nó diễn tả một cái bức tranh, một cảnh quan mà thôi. Thành ra là chúng ta không có quan tâm. Nhưng mà cái podium là gì ạ? Một cái dãy bàn dài á. Các bạn thấy là cái phòng họp của Liên Hợp Quốc nó có cái dãy bàn dài giống như là cái hàng rào vậy đó. Thì cái podium là cái đó vậy thôi. Rồi, including, rồi lại tiếp tục có cái dấu phẩy và mệnh đề quan hệ. Thành ra là mình bỏ qua. Nhưng mà chúng ta cần biết gì không trong này không? Chúng ta có including one eminent neurologist, bao gồm, tức nghĩa là những giáo sư đó bao gồm một cái nhà thần kinh học mà ưu tú, eminent, mà armed with, tức nghĩa là trang bị những cái video về những người phụ nữ, những video trình chiếu về những người phụ nữ đang cười khúc khích ở những bộ phim hài. Đấy, được không ạ? Và another lại tiếp tục diễn tả cái cảnh quan đó thôi. Cảnh quan là another scientist, hoặc là another professor, hoặc là another neurologist gì đó đang trình bày những cái statistic, những cái thống kê, những cái số liệu về cái national cheerfulness. Được không ạ? Rồi, vậy thì cuối cùng tôi có một cái câu chốt lại. Hundreds of other researchers, nó cũng ngang hàng, cũng tương đương với những người professor đang nói phía trên, những scientists nói phía trên, những cái conference nói phía trên,
những cái neurologist nói phía trên, tất cả những người này đang xếp ngang hàng với nhau để tạo nên một cái bức tranh tổng thể cho thấy rằng đoạn này nói về việc chủ đề là what makes people happy hoặc là how to produce more smile, nó là một cái chủ đề đang được các nhà khoa học quan tâm. Vậy thôi, được không ạ? Rồi các bạn thử dùng cho Tuấn Anh một cái đoạn B. Đoạn B thì nó dễ hơn một tí. Các bạn đọc trong vòng 1 phút các bạn xem thử nha. Bạn bạn Trâm sẽ chuẩn bị dùm cho anh nhé. Rồi bạn Trâm sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta không có đọc kỹ, chúng ta chỉ đọc lướt qua thôi nha. Bạn Trâm ơi, mở micro. Rồi, bắt đầu giùm anh. Dạ là cái quyết định của cái tổ chức, đó là cái Royal Society đã đưa cái khoa học của cái nào mà trong ngoặc kép á, cái nào mà trong ngoặc ngoặc kép á, thì chúng ta gọi tên nó bằng khái niệm luôn, The Science of Wellbeing. Chúng ta không cần phải thay đổi nó, bởi vì nó là cái title, là cái tên gọi. Từ hàng trăm cái ứng dụng cho conference ở trên những cái topic khác là không còn là một cái vấn đề đáng cười nữa. Nó có nghĩa là cái cuộc nghiên cứu của cái việc là cái điều khiến người ta hạnh phúc là đã được xem trọng thôi anh. Ừ đúng rồi. Nhiều cái philosophies and religions đã học về cái ngành này nhưng mà nó vẫn bị lơ là. Cái tiến sĩ Nick Pallis đã nói một cái cho cái Royal Society đã đưa cho chúng ta cái continence là quan trọng, bởi vì cái vấn đề này, cái mà chúng ta đang làm diverse to acknowledge and cái nó điều tra bởi những cái ý kiến khoa học. Rồi 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 rồi, để anh giúp cho. Có những cái chữ này mình sẽ cần phải ghi chú lại vì nó quan trọng nha mọi người. Những chữ application. Chúng ta có investigation, scientifically, psychologist, conference organizers. Right. Cái này đầu tiên là chúng ta sẽ đọc lướt qua, chúng ta coi có cái câu chủ đề nào hay không. Nếu không có xuất hiện câu chủ đề thì chúng ta sẽ đọc lướt qua từ đầu đến cuối để coi là nó là cái gì. Thì chúng ta thấy là đoạn B, the decision by the Royal Society, tức nghĩa là cái quyết định của Royal Society để mà khi để chọn to pick, khi mà họ chọn cái the science of well-being, khi mà họ chọn cái science of well-being từ hàng trăm những cái hồ sơ ứng tuyển application, apply tức nghĩa là áp dụng, nhưng mà application thì có nhiều cái nghĩa khác nhau. Trên điện thoại của chúng ta, application có nghĩa là cái ứng dụng điện thoại, nhưng mà trong những cái môi trường học thuật hoặc là kể cả đi xin việc đi nữa, chúng ta cũng thấy là job application, tức nghĩa là hồ sơ ứng tuyển, hay là hồ sơ mà đi xin học á, đi học, thì chúng ta cũng có là gì, school application, là tức nghĩa là ứng tuyển tuyển sinh. Đấy, thì application ở đây là ứng tuyển vào trong cái hội nghị, tức nghĩa là đăng ký vào trong hồ sơ đăng ký vào cái hội nghị. Rồi như vậy thì from hundreds of applications for conference on other topic, it's no laughing matter. Vậy cái câu này nên được hiểu như thế nào ạ?
cái quyết định của Royal Society khi mà lựa chọn cái chủ đề The Science of Wellbeing từ hàng trăm cái hồ sơ đăng ký khác nhau. Mỗi hồ sơ thì nó, các bạn cũng biết là conference là nó sẽ bàn thảo về những cái đề tài và nó sẽ thu thập những cái gợi ý, những cái nội dung đề nghị từ các cái nhà khoa học trước rồi nó mới tổ chức. Thì thành ra thì người ta sẽ lọc ra, người ta chọn lấy những cái đề tài nào mà nó đáng chú ý nhất để người ta bàn thảo về cái vấn đề đó trong cái buổi hội thảo đó. Thì ở đây là chọn cái hồ sơ nói về cái science of well-being này. Nó thì cái việc này nó không phải là một cái trò đùa. It's no laughing matter. Không phải là một trò đùa. Rồi, vậy thì chúng ta cũng học thêm cái chữ này luôn ha. It's no laughing matter. Ghi chú lại, không phải là trò đùa. It's no joke. Rồi, cái điều này nó nghĩa rằng gì ạ? Nó mang lại cái ý nghĩa rằng là the investigation of what makes people happy is taken very seriously indeed. Indeed tức nghĩa là really, really, nghĩa là thật sự rất là nghiêm túc. Tức nghĩa là cái đề tài này nó đang được xem xét rất là nghiêm túc, đang được coi trọng. Rồi, chúng ta có cái ông Nick Bayless này. À, chúng ta, ông nói gì ạ? Nhiều cái philosophies and religions, nhiều cái học thuật về, xin lỗi, học thuyết về triết lý và nhiều cái tôn giáo have studied this subject, đã nghiên cứu về cái chủ đề này rồi. Subject bây giờ không còn là môn học nữa mà là chủ đề. Study bây giờ không còn là học nữa mà là nghiên cứu. Lên tới đại học thì toàn là nghiên cứu thôi mà chứ không có học nữa. Study là nghiên cứu. Rồi, nhưng mà về mặt khoa học á, thì nó đã bị bỏ lơ, đang bị ignore, bỏ lơ. Rồi, chúng ta có xét cái đống này và chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần biết được cái tên của ông Bayless này thôi. Còn cái phần ở phía sau là giải thích về cái chức vụ của ổng hoặc là cái background, cái thân thế của ổng á, mình không có cần đọc. Tuy nhiên là trong này có một số những cái chữ mà chúng ta cần phải học, tức nghĩa là psychologist, tức nghĩa là nhà tâm lý học, được không ạ? Conference organizers là cái người tổ chức hội thảo, hội nghị. Như vậy thì ông Dr. Bayless này, ổng là một cái nhà tâm lý học từ trường Cambridge và là một trong những người tổ chức cái hội nghị này. Ok. Và tiếp tục, for the Royal Society to give us its countenance is vital. Đối với Royal Society, for đây không phải là cho mà là đối với. Đối với Royal Society thì cái việc give us its countenance, việc mà đem lại cho chúng ta cái countenance đó là cái việc vital, là quan trọng. Because that states what we are doing, bởi vì cái điều đó nó khẳng định rằng là những gì mà chúng ta đang làm nó deserve, tức nghĩa là nó xứng đáng để mà được công nhận, acknowledge, công nhận, ghi chú lại nha, acknowledge, và investigated, và được xem xét bởi những cái đầu óc khoa học hàng đầu, mind, tư duy, đầu óc. Thì ở đây người ta đang có cái phép nhân cách hóa lên. Cái mind này nó trở thành là những nhà khoa học hàng đầu, đúng không ạ? Những đầu óc khoa học hàng đầu. Ok, ghi chú lại nha. Rồi, các bạn có một phút nữa để các bạn đọc đoạn C và bạn Quỳnh Nhi chuẩn bị dùm Tuấn Anh. Như vậy đoạn B nó nói về việc gì ạ? Đoạn B nó nói về việc là cái conference này nó đang lựa chọn cái science of well-being làm cái đề tài của nó. Và cái việc này không hề là một cái việc trò đùa mà là một việc nghiêm túc. Và nó như thế nào ạ? Nó xứng đáng được công nhận và được xem xét bởi các nhà khoa học hàng đầu. Ok, được không ạ? Rồi, câu C, đoạn C, một phút thôi nha.
Rồi, mời bạn Nhi ạ. Mình chỉ quan tâm đến nội dung chính thôi nha, còn những cái râu ri mình không cần, tại vì mình đang luyện đọc nhanh. Đầu tiên là nhiệm vụ của Bellis về một số những cái nhà khoa học và nghiên cứu trên cái này bỏ qua, nó nằm giữa hai dấu gạch ngang, tức nghĩa là thông tin phụ, bỏ qua. Vậy thì mình sẽ thấy là the mission of Bayless appears fanciful, được không ạ? Tức nghĩa là trông có vẻ là vui vẻ đấy. Cái nhiệm vụ ở thoạt nhìn đầu tiên, at first sight, thoạt nhìn thì cái nhiệm vụ của Bayless trông có vẻ fancy, tức nghĩa là coi trông có vẻ là vui thú. Rồi, they want, rồi tiếp tục. Yeah, triển khai một cách khoa học cái phương pháp rigorous để mà xác định tại sao một số người lại vui vẻ lâu hơn trong khi những người khác thì có vẻ buồn hơn, có xu hướng buồn nha. Rồi dừng lại xíu thì ở đây á, chúng ta sẽ, cái câu này nó dài như vậy thì chúng ta quan trọng cái điều gì ạ? Chúng ta quan trọng cái điều là they want to deploy những cái rigorous methods. Họ muốn áp dụng, họ muốn sử dụng những cái phương pháp là tích cực nhất, những phương pháp nào mà mạnh mẽ nhất để mà xác định được cái điều gì đó. Rồi như vậy tôi chỉ đọc lướt qua cái việc mà they want to deploy thôi. Deploy và đi kèm với cái chữ method. Deploy method, áp dụng những cái phương pháp. Còn phương pháp gì á thì mình cứ đọc lướt qua thôi, bởi vì á chưa chắc là bài mình hỏi về cái phương pháp ở đây. Mình chỉ cần biết là họ đang cần áp dụng, họ muốn áp dụng cái phương pháp. Rồi phương pháp như thế nào đó thì mình tính sau. Rồi tiếp tục câu tiếp theo ạ. Là sau đó thì họ envisage lan truyền cái bí mật của hạnh phúc trên khắp thế giới. Và tóm lại là tăng cái số người. Rồi ok, cái the sum á, sum có nghĩa là total. Các bạn mà bật Excel lên, các bạn mà xài các hàm ở trong Excel á, các bạn thấy cái hàm sum tức nghĩa là tổng cộng lại. Như vậy á thì the sum of cái gì đó tức nghĩa là cái số lượng hoặc là cái lượng hạnh phúc của con người, được không ạ? Tăng cái mức độ hạnh phúc của con người, chỉ nói vậy thôi. The sum này tức nghĩa là the number, the amount, cái lượng hạnh phúc của con người, cái mức độ hạnh phúc của con người. Nhưng mà cái đoạn ở phía sau này không cần, tại vì in short tức nghĩa là in other words, nói cách khác là, nói tóm gọn lại là tăng cái niềm hạnh phúc của con người. Như vậy thì ở đây chúng ta không biết envisage là cái gì, nhưng mà chúng ta thấy là đây spread the secret of happiness across the globe. Họ muốn lan tỏa cái happiness này khắp toàn cầu. Ok, tiếp tục. Nếu một người nào đó hạnh phúc thì họ sẽ popular, rồi em không biết dịch làm sao. Và khỏe mạnh hơn, họ sống lâu hơn và họ làm việc tốt, hiệu quả hơn. Ok, rồi. Như vậy thì nếu mà một người nào đó, cái này mình dịch kỹ cho các bạn tí thôi ha, chứ còn không cần phải viết này, bởi vì nó chỉ là một cái lời phụ họa thêm cho những cái ở phía trên. Nên là nếu một người nào mà đó họ hạnh phúc quá thì họ sẽ trở nên là socialize hơn, tức nghĩa là họ giao tiếp được tốt hơn và also healthier, họ sẽ khỏe mạnh hơn, rồi giống như bạn Nhi bạn nói ở phía sau, được không ạ? So it is very much worth having, rất là xứng đáng để có được cái niềm hạnh phúc. Như vậy thì Nhi ơi, em nhìn lại tất cả những cái câu mà chúng ta đã vừa lượt qua thì nhìn lại là cái C này, cái đoạn này nó nói về cái gì ạ? Nó nói về cái lợi ích, như là lợi ích của việc cảm thấy hạnh phúc nè. Rồi chúng ta có hai ý như sau. Thứ nhất, they want to deploy some methods. Và thứ hai, they envisage spreading the secret of happiness across the globe. Như vậy, đoạn này chúng ta có hai thứ quan trọng nhất là they want to deploy, họ muốn sử dụng một số những cái phương pháp. Và thứ hai là họ muốn, họ làm gì đó, họ lan tỏa cái niềm hạnh phúc lên khắp thế giới.
đó là cái bề mặt at first sight, cái bề mặt của cái nhiệm vụ này. Rồi đoạn D nha mọi người, đoạn D ngắn chút xíu à, 30 giây thôi nha. Bạn bạn Hiếu sẽ chuẩn bị. Rồi, bạn Hiếu bắt đầu thì mình bật câu D nhé. Playlist cái nói về cái only the sự tích cực của sự tâm lý ạ. À, mình bỏ qua cái đoạn ở trong trong dấu phẩy. Cái mục đích làm cái điều gì? Mục đích của cái nghiên cứu về sự hạnh phúc có vẻ rất là mơ hồ. Cái điều dẫn tới sự đau kéo dài của ông ta thì từ cái retail đó là không academic, giúp gì cho bản thân ông ta đưa ra sự thỏa mãn cho cuộc sống và well being, và nhấn mạnh vào công việc của ông ta. That's order in the conference. Một cái cuộc thảo luận khác khi rounded về cái nghiên cứu solid. And so what the plan to discover cái sự bao quát của khoa học về cái giả thuyết về sự hạnh phúc được xác định chưa. Rồi, ok. Trong này có nhiều cái từ nó hơi chơi chữ một tí xíu, thành ra là mình sẽ giải thích với mọi người ha. Bayless là một trong những là cái người lecturer, cái người giảng, người giáo sư mà gọi là positive psychology, tức nghĩa là giáo sư mà theo cái hướng tích cực ở Britain. Biết được là cái aims of happiness có thể là nó khá là woolly, nhưng mà so he is at pains, tức nghĩa là pain là gì? Cơn đau. At pains tức là trải qua cơn đau, tức là trải qua khó khăn á. Thì nghĩa là sao? Khó mà có thể là cưỡng lại được, tức nghĩa là gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc gì ạ? To distance himself. Cái này at pains nên nói như thế nào trong tiếng Việt nó sẽ tốt? Nên nói là một cái điều đó mà rất là ám ảnh ổng. Ổng rất là thôi thúc là phải distance himself, phải tách rời ổng khỏi cái sự sự trợ giúp của những non academic self help. À, như vậy thì chúng ta có những cái chữ như sau. Chúng ta có at pains, tức nghĩa là mình tạm hiểu nó là họ nhức nhối, họ phải thôi thúc phải làm một cái điều gì đó. Rồi chúng ta có cái động từ distance. Bình thường danh từ của mình là danh từ distance, là khoảng cách. Bây giờ người ta sử dụng như là verb thì tức nghĩa là đang tách rời khỏi một cái điều gì đó, tách rời anh ổng, tách rời ổng khỏi những người khác, to distance himself from, được chưa? Và chúng ta có bridget này nghĩa là gì? Tức nghĩa là những cái lực lượng mình có fire bridget, tức nghĩa là lực lượng chữa cháy. À, vậy thì chúng ta thấy cái bridget này tức nghĩa là cái group, một cái nhóm, cái tổ, cái đám, hoặc là cái lực lượng nào mà của những cái non-academic self-help gurus. Chúng ta thấy có chữ gì ạ? Gurus tức nghĩa là những cái nhà gọi là ở trong những cái ngôi làng hồi xưa mình có lão làng á, mà có trưởng làng thì là những người mà đã sống lâu và có nhiều kinh nghiệm á, và có nhiều kiến thức á, người ta gọi là gurus. Ví dụ mình có love guru là những người chuyên gia tình yêu, ví dụ vậy. Hoặc là mình có diet guru là những chuyên gia về ăn kiêng, ví dụ như vậy. Đó là những người mà có nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm.
Tuy nhiên ở đây á, người ta bảo rằng là self-help guru, tức nghĩa là những cái người guru, những nhà, những chuyên gia mà tự phát triển bản thân á, về lĩnh vực tự phát triển bản thân, chúng ta có self-help books. Ví dụ như là những cái cuốn sách tự phát triển, như là cuốn kiểu như là Cha Giàu Con Giàu, hay là Làm Giàu Không Khó, hay này nọ, mình gọi là self-help á mọi người, self-help books. Thì á, những cái nhà mà chuyên gia mà theo kiểu self-help như này mà lại còn non-academic nữa, tức nghĩa là không có thuộc về giới học thuật, tức nghĩa là họ không có nghiên cứu bài bản, mà họ chỉ là những người mà dựa trên kinh nghiệm hay là kiến thức riêng của họ mà thôi á, thì non-academic. Thì ý là sao? Ông này, ông rất là nhức nhối với cái việc là ông phải tách rời ổng, distance ổng, tách rời ổng khỏi cái đám những người self-help guru mà non-academic, những người mà không có nghiên cứu học thuật bài bản, được không ạ? Và he refers to là ông gọi tên, ông nói về cái life satisfaction và well-being, và nhấn mạnh, emphasizes là that his work, công trình của ông is grounded in solid research, tức nghĩa là có cái cơ sở, ground, cơ sở về cái việc nghiên cứu rất là vững vàng. Cái chữ ground này chúng ta sẽ thấy là ground là mặt đất, đúng không ạ? Chúng ta đứng trên mặt đất là chúng ta đứng ở một cái thế rất là vững vàng. Rồi, chúng ta đứng ở trên một cái vách núi nào đấy thì tức nghĩa là nó không có chắc chắn. Vậy thì cái chữ ground này, ví dụ what is your ground for this proposal? Đâu là lý do của bạn về cái khi mà bạn đưa ra cái kiến nghị này? What is your ground? Tức nghĩa là what is your reason? Ground tức là cơ sở, là lý do. Như vậy thì, so what have the scientists discovered? Như vậy thì những nhà khoa học đã phát hiện ra cái gì? Has a theory of happiness been defined yet? Đã có cái lý thuyết nào về happiness đã được xác định hay chưa? Define, định nghĩa, xác định. Như vậy thì bạn Hiếu ơi, đối với cái đoạn D này á, thì mình sẽ cảm thấy cái nội dung của nó là cái gì ạ? Có nhiều nội dung khác nhau nha, tùy, không nhất thiết phải một nội dung duy nhất. Cái ông đó, cái giả thuyết, cái lecture của ông Basil về positive về psychology. Rồi, mình sẽ thấy là cái ông Bayliss này á, là ông thứ nhất là ông tách rời ông khỏi những cái người gurus. Rồi, thứ hai là ông nhấn mạnh về cái việc là cái nghiên cứu của ông là grounded in solid research, là hoàn toàn dựa trên căn cứ là những cái nghiên cứu. Và thứ ba là nó dẫn dắt mình đến cái đoạn E, tức nghĩa là has a theory of happiness been defined yet, tức là đã có cái lý thuyết nào hay là chưa. Khi mà đã có cái solid research như vậy rồi thì có cái lý thuyết nào hay là chưa, nó dẫn dắt đến cái đoạn E. Mời các bạn giúp giùm mình đoạn E trước khi mà chúng ta có thời gian nghỉ ngơi ha. Và mình sẽ nhờ bạn Jessica giúp giùm mình đoạn E. Thấy dài sợ không? Mà mình sợ cái nào mình phải đánh vào cái đó mình mới hết sợ. Sợ thiệt.
Rồi, được chưa ạ? Dạ. Theo theo professor Martin Selman thì cái thế giới ngày nay đang dẫn đầu cái xu hướng là probably the world's leading figures in this field, là có lẽ là cái nhân vật hàng đầu thế giới ở trong cái lĩnh vực này. Và em thấy là cái việc này là đang nói về cái ông Professor Martin. Vậy thì á, không có mang lại cái ý nghĩa gì cả. Do đó là mình có thể tự do mình lướt qua. Mình quan trọng là ông Martin này, theo ổng thì như thế nào ạ? Happiness như thế nào ạ? Figure có thể là con số và cũng có thể là nhân vật. Ví dụ như trên Facebook mà mình tạo một cái fanpage á, thì người ta sẽ hỏi là cái loại hình của mình là gì. Ví dụ là một doanh nghiệp, một cửa hàng, hay là một cái public figure, là một cái nhân vật của công chúng. Đấy, thì figure không còn là cái số liệu nữa, mà là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này. Rồi tiếp tục, theo ổng thì happiness could be, anh giúp cho cái chỗ này nha, bởi vì nó hơi khó về cái ngữ pháp tí xíu. Happiness could be but a trend right away. Rồi, chúng ta sẽ bỏ qua cái này, tạm gác lại, and a couple of questionnaires, tức nghĩa là và một vài những cái câu hỏi thắc mắc khác nữa. Như vậy thì á, tại sao ở đây là could be but a trend right? Tức nghĩa là nó viết tắt của cái việc could be nothing but a trend right away. Tức nghĩa là không là gì cả, chỉ là một cái quãng đường rất xa. À, a trend right away tức nghĩa là sao? Một cái chuyến xe lửa, một cái đoạn đường tàu. Mà đoạn đường tàu là mọi người cũng thấy là rất là xa đúng không ạ? Vậy thì nó nghĩa là một quãng đường rất xa. Vậy thôi. Và ở đây nó không thấy cái could be là could be như thế nào, tức nghĩa là could be nothing but, không là gì ngoại trừ được không ạ? Ngoại trừ, but nghĩa là ngoại trừ. Đó, vậy thôi. Như vậy thì happiness là không có nghĩa là không có gì cả, ngoại trừ cái việc nó là một cái quãng đường đi rất là xa, một quãng đường phải đến phải xa lắm mới đạt được cái niềm hạnh phúc. Rồi tiếp tục, it was. Rồi cái chỗ này á, mình giải thích luôn. It was someone who do something, tức nghĩa là someone does something, vậy thôi. It was Seligman who kick started the happiness, gì đó. Vậy thì mình sẽ hiểu là Seligman kick started the happiness science movement. Đó. Mình bỏ qua cái cấu trúc dư thừa, it was. Mình biết có cấu trúc là it was somebody who do something, thì nó bằng với that body, that person do that thing, người đó làm cái việc đó, vậy thôi. Ok không ạ? Và chúng ta có cái phần ở trong cái dấu dấu phẩy, thì nó cũng chỉ là giới thiệu cái chức vụ của anh chàng nội này thôi. Thành ra là mình sẽ không cần quan trọng nó. A psychologist from Pennsylvania, đọc chi cho nó mệt đúng không ạ? Vậy thì Seligman kick-started the happiness science movement, đã bắt đầu cái xu hướng nghiên cứu khoa học về happiness science. Movement là cái sự chuyển động, tức nghĩa là xu hướng. Kick-start là gì ạ? Bắt đầu, đơn giản. Giống như trận đá banh đó, bắt đầu bằng việc đá một cái kick off. Thì ở đây có kick-start là bắt đầu. Bắt đầu với một cái speech mà he made. Rồi vậy thôi. Vậy thì á, cái speech he made có liên quan gì không ạ? Nó không, nó chỉ made as he as a present, như tư cách, như là chức vụ gì đó. Lại tiếp tục chức vụ là thông tin phụ, bỏ qua. Rồi. Rồi tiếp tục giùm anh cái này. Ông này ông hỏi gì ạ? Ông này ông hỏi tại sao cái ông Seligman này nó bị sốc bởi một cái conference ABA. Đâu là adverbial clause, trạng ngữ. Trạng ngữ là cái này, shocking delegates at an APA conference, tức nghĩa là cái ông Seligman này khi ông ask cái điều gì đó thì ông cũng đã shocked the delegates at the APA conference, đã làm kinh ngạc những cái người đại biểu delegates, những cái người đại biểu ở cái hội nghị APA conference. Đó. Như vậy thì đây là cái trạng ngữ mình sẽ bỏ qua. Như vậy mình chỉ còn có cái này thôi nè. Why does science only investigate suffering?
Rồi, hỏi gì ạ? À? Hỏi đó là hỏi gì? Tại sao mấy người khoa học này bị... xem xét, chỉ nghiên cứu về việc đau khổ, suffering. Suffer bình thường, mình dịch tới tiếng Việt, các thầy cô hay dịch là chịu đựng, đúng không ạ? Chịu đựng cơn đau, suffer from a pain, hay là suffer from a sadness, hay là cái gì đó, đúng không ạ? Chịu đựng. Nhưng mà mình đừng có gắn cái đó nó quá cố định vào cái nghĩa đó. Suffer đây là suffer thường những cái trạng thái mà nó không có được tốt đẹp cho lắm, thành ra mình xem những cảm giác mà nó nặng nề, nó tiêu cực á, thành ra suffer này là cái suffering, tức nghĩa là việc đau khổ vậy thôi à. Rồi tiếp tục, rồi lại tiếp tục là cái câu hỏi của ổng, thành ra là mình có bỏ qua bởi vì đây là cái câu hỏi của ổng thôi, không có phải là quan trọng. Và các bạn nhớ rằng là cái câu chủ đề thường là câu đầu câu cuối, hay hai cái câu đó mới là những cái câu đọc kỹ, còn mấy câu giữa giữa mình đọc lướt qua cho nên mình biết thôi. Rồi vậy thì why not look into what step increase happiness, tại sao không xem xét những cái bước nào là nó increase được cái happiness, rather than simply seek to assuage pain, tức nghĩa là hơn là chỉ đơn giản vào cái việc là làm sao để giảm những cái cơn đau, giảm những cái nỗi đau hoặc là những cái cơn buồn khổ. Rồi tiếp tục, for a less well known scientist, đối với một cái người mà nhà khoa học mà ít thì the speech could have spelled the end of a career. Spell cái gì đó, spell tức nghĩa là bình thường á, chữ spell của mình là gì ạ? Là ở trong chuyện cổ tích là việc phép thuật này nọ, đúng không ạ? Đánh một cái phép thuật nào đấy. Thì ở đây á, spell này ở ngoài đời thường, spell tức nghĩa là nó đánh dấu hoặc là nó bắt đầu hoặc là nó tạo ra một cái the end of a career. Tức nghĩa là nếu như ông này là một cái nhà khoa học mà ít nổi tiếng thì cái những cái câu hỏi gây sốc kia đó sẽ chấm dứt cái sự nghiệp nghiên cứu của ổng như là một nhà khoa học. Nhưng mà bởi vì đây là ổng là người đã nổi tiếng rồi, thành ra là ổng sẽ tạo cái sức ảnh hưởng cơ. But instead, nhưng thay vào đó, Seligman đã land funding almost 18 million pounds to follow his hunch, đã gây quỹ được 18 triệu bảng Anh để mà follow his hunch, được không ạ? Rồi, he has been in regular contact, ổng đã liều thường xuyên liên lạc, in regular contact, thường xuyên liên lạc với hundreds of other researchers, với hàng trăm những nhà nghiên cứu khác, và practicing psychologists, tức nghĩa là các bác sĩ tâm lý học. Các nhà tâm lý học có hai dạng, một dạng là nghiên cứu, studying psychologist, các nhà nghiên cứu tức như là những người ở trong phòng lab nào, hoặc là ở trong các trường đại học. Và có dạng thứ hai, nhà tâm lý học là đóng vai trò như là bác sĩ hoặc là chuyên gia tâm lý, là những người cung cấp dịch vụ thì gọi là practicing psychologist, được không ạ? Rồi ổng thường xuyên liên lạc với những người đó around the world, all the while, trong khi đó là conducting polls and devising strategies, trong khi là thực hiện những cái bản câu hỏi và những cái chiến lược để mà increase happiness, để mà tăng cái sự hạnh phúc của họ. Ok không ạ? Như vậy thì Jessica ơi, đọc hết những cái đọc lướt những cái nội dung chính này á, thì mình sẽ cảm thấy là cái đoạn E nó nói về cái gì ạ? Có những cái ý chính nào nó bật ra? Nói về cái quãng đường mà cái ông này nổi tiếng, giống như là bắt đầu sự nghiệp của ổng bằng cách ổng có một cái bài thuyết trình. Bảy này không phải là cái quá trình ổng nổi tiếng. Nói rồi, đây là giới thiệu về cái profile của ổng thôi, thân thế của ổng là một trong những cái nhà khoa học hàng đầu lĩnh vực này, chứ không phải là quá trình ổng nổi tiếng. Cái trend ride này á, một cái quãng đường dài này á, không phải là quãng đường dài của ổng, mà là according to ông Martin này á, thì ổng nói rằng happiness could be a train ride away, là hạnh phúc là một cái mục tiêu mà phải đi rất dài mới đạt được. Được không ạ? À? Như vậy thì ở đây nói rằng là thứ nhất là hạnh phúc là phải đi đường dài, phải
phải phải khó khăn mới đạt được. Được không ạ? Yeah. Rồi, thứ hai là gì ạ? Ông nêu ra cái câu hỏi là tại sao chỉ tại sao không nghiên cứu về việc happiness mà chỉ nghiên cứu về suffering mà thôi. Và cái việc thứ ba quan trọng ở đây là gì ạ? Ông đã tạo nên được một cái sức ảnh hưởng đến nỗi là ông đã fund được 18 triệu bảng Anh ở đây. Một nè, happiness could be nè. Hai nè, và tại sao, why not look into happiness. Ba nè, đó là ba cái ý chính của cái đoạn này. Được không ạ? Được. Rồi, thứ nhất, lặp lại với mọi người nha. Thứ nhất, đoạn này có ba ý chính. Thứ nhất là happiness là một quãng đường dài. Thứ hai là câu hỏi tại sao không nghiên cứu về happiness mà lại đi nghiên cứu về sự đau khổ, suffering. Thứ ba, khi ông đã nói được như vậy rồi thì ông đã land được funding 18 triệu bảng và đã keep contact gì đó, vân vân và vân vân. Tức nghĩa là ông đã tạo được một cái sức ảnh hưởng đến cộng đồng khoa học. Rồi, ok không ạ? Như vậy thì nó sẽ có ba cái nội dung chính như vậy. Và khi mà các bạn muốn tìm một cái dữ kiện nào đó, các bạn cứ refer, các bạn refer về, tức nghĩa là các bạn tìm về những cái mảnh dữ kiện đấy, những cái ý chính đấy, rồi các bạn mới đi đào sâu thêm là nó có hay là không có, hay là nó nói thật sự về cái gì. Đó, được không ạ? Rồi, thì cuối tuần á, các bạn, mình đã phân tích cái câu hỏi rồi và một nửa bài đọc rồi. Thì các bạn bây giờ tí nữa Tuấn Anh sẽ gửi thêm một cái bài gọi là cái bài lược dịch cho cái bài đọc này. Thì các bạn cuối tuần và các bạn nghiên cứu nghiền ngẫm lại đối với cái bài này, rồi các bạn báo điểm lại một lần nữa giúp giùm mình nha. Được không ạ? Rồi mình sẽ xem coi là mình đang còn vướng ở cái câu hỏi nào mình bị sai thì mình sẽ đi đánh vào cái chỗ đó. Ok không mọi người? Rồi nhất trí việc đó ha. Và thêm nữa là cái bài mà vegetarian, cái bài writing á, là việc ăn chay á, mình chưa có thấy nhiều bạn gửi bài về. Thì thành ra là các bạn tranh thủ những ngày lễ các bạn rảnh rảnh á, thì các bạn tranh thủ các bạn viết bài để mình còn sửa cho các bạn. Và nhớ một cái việc á, là chắc bữa nào phải trao đổi thêm, là viết theo hướng dẫn như mình hướng dẫn cái cấu trúc bài, chứ không phải là viết lung tung nội dung nha. Thì Jessica, có bữa nào thì anh sẽ trao đổi thêm với em về cái việc viết bài, tại vì em đang viết lan man quá. Rồi, các bạn nhớ là viết là phải tập trung vào cái dàn bài, các bạn lập dàn bài trước rồi các bạn mới viết bài, chứ không phải là cóp nhặt từ chỗ này chỗ kia ghép vào thì nó thành một cái bài văn, không có phải là cái cách mình làm như vậy. Rồi, hôm nào mình sẽ sửa bài đó cho mọi người cùng xem để có được cái hướng viết bài đúng đắn. Và ai mà chưa làm thì chúng ta cố gắng chúng ta làm dùm cho Tuấn Anh coi thử nha. Rồi, thank you mọi người ạ. Nếu mà mọi người còn có câu hỏi thì mọi người cứ ở lại đây để đặt câu hỏi, còn không thì chúng ta có thể thoát ra ngoài để nghỉ ngơi. Cảm ơn mọi người. Lễ mình vẫn dạy bình thường nha, không có gì đâu. Ừ, tại vì mình tranh thủ là chúng ta học được bao nhiêu càng nhiều càng tốt mà. Thành ra là đừng có ai bận quá thì chúng ta nghỉ thôi, còn không thì chúng ta tranh thủ chúng ta học. Rồi, thank you mọi người.